Tướng lĩnh chủ động xin xuất chiến khóc lóc trở về thỉnh tội, nếu không phải một đám tu sĩ cứu giúp, sợ là khó giữ được tính mạng. Đội hình mở rộng của phản quân lại đóng kín lần nữa, dưới một kích, sĩ khí của phản quân tổn thất lớn, đám người hạo khải kinh nghi bất định nhìn kỵ binh của dân du mục áp sát. Kỵ binh du mục lại tập kết chiến trận lần nữa, lấy phương thức tam giác trận lao về phía phản quân, duy trì đội hình, từ từ ép tới. Trường 1681, Hổ Phụ không khuyển tử. Đợi đến khoảng cách thích hợp, sắc mặt hô diên bảo thâm trầm rút ra bảo kiếm dưới ánh mặt trời hàn quang lấp lóe gầm lên nói phong 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 ba vạn kỵ binh giận dữ hét lên thanh thế trấn mây xanh theo tiếng phong chiến mã bắt đầu lao nhanh toàn diện sung phong phong phản quân đại kinh cuối cùng rõ ràng vì sao chi kỵ binh này hung mãnh như vậy nhân mã của hô diên vô hận đến rồi quân tâm của phản quân trong nháy mắt đại loạn hạo khải kinh hãi nói kiêu kỵ quân là kiêu kỵ quân kiêu kỵ quân của Hồ Diên vô hận đến rồi, đại tướng quân không được giao động quân tâm, Hạo Vân Thắng nổi giận, kéo lấy cánh tay của Hạo Khải, bảo đối phương ngậm miệng. Trước kia hắn chinh chiến qua, càng hiểu binh pháp hơn cháu trai rất nhiều. Phản quân khẩn cấp bố trí cựu mộc giáo mát lên trước, cùng tiến thủ bắn ra mưa tên như chút nước, ý đồ áp chế thế tiến công của kỵ binh. Ba vạn kiêu kỵ quân dùng trận hình tam giác xung kích, trung lộ giảm tốc, hai góc tả hữu đột nhiên ra tốc xuất kích, như triển khai hai cánh tay, uốn lượn bao vây lấy hai cánh của chiến trận quân địch. Ở trung lộ, kỵ binh xung kích vung lên tấm khiên chống đỡ, nhưng vẫn không ngừng có người bị bắn rơi ngựa, bị chiến mã đi sau đạp lên. Kỵ binh công phá hai cánh đột nhiên biến hóa trận hình, dường như mở ra hai tay lại gộp về, người người ở trên lưng ngựa thành thảo kéo cung, cài tên, đồng thời bắn ra. Chẳng khác nào tách ra tấm khiên ở chính diện của phản quân, từ hai bên trái phải xả kích, nhất thời tiến trận của phản quân bị bắn loạn thất bát tao, tiếng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Nhìn như một động tác đơn giản, nhưng chỉ có người trong nghề biết, số lượng kỵ binh như vậy hiệp đồng nhất trí, dễ sai khiến giống như cánh tay không phải tùy tiện chi kỵ binh nào cũng có thể làm được. Hai chi kỵ binh ầm ầm xuyên qua phản quân, có người ném ra xích chảo, kéo đi cự mục ngăn cản chiến mã xung phong. Tuyến đầu của phản quân lập tức bị đánh loạn thất bát tao. Trung lộ của kiêu kỵ quân xung kích tới, từ vị trí bị đánh phá xung phong tiến vào. Đại lượng tu sĩ của phản quân lao ra chặn lại đối mặt tu sĩ ra tay, rất nhiều kiêu kỳ quân bị đánh rất xuống ngựa. đối mặt uy hiếp có lực sát thương to lớn, kiêu kỳ quân đều liều mạng, không để ý phía trước ngã xuống, không để ý xung quanh ngã xuống, sống sót đều tiếp tục xung kích. đối mặt thiên quân vạn mã xung kích, tu sĩ của phản quân chỉ như từng viên đá ném vào dòng lũ, tuy có thể bắn lên bọt nước, nhưng khó chặn được dòng lũ càn quét. tu sĩ theo kiêu kỳ quân cũng giết vào đội ngũ của tu sĩ phản quân. đối mặt chiến trận bị công phá. Hạo Vân Thắng chỉ huy ở trung quân quan chiến hãi hùng khiếp phía, trơ mắt nhìn kiêu kỵ quân nhảy vào quân trận ánh đao soàn soạt, đấu đá lung tung, chiến trận phe mình bị đánh loạn thất bát tao. Hạo Vân Thắng không nghĩ tới, không có cái gọi là mai phục, phe địch không có ở trong thanh mộ xuyên mai phục, mà là chính diện xung kích. Hắn càng không nghĩ tới ba vạn kiêu kỵ quân liền dám xung kích 50 vạn đại quân, này quả thực là không để 50 vạn đại quân ở trong mắt. Báo, binh mã triều đình ở hậu phương đang hết tốc lực hành quân áp sát, một chi kỵ binh làm tiên phong, đã hỏa tốc đến gần. Trong chiến trận, có quân tình khẩn cấp đến báo. Vừa nghe đại quân bình phản trước đó cắn ở phía sau suốt công không suốt lực, bên này lập tức ý thức được, ba vạn kiêu kỵ quân chỉ là muốn kéo chân bọn hắn, tranh thủ thời gian cho đại quân bình phản ở hậu phương. Lui, mau lui đi, hạo khải khẩn trương, thật bị dọa sợ, hạo vân thắng quát mắng, lui cái gì hả, lúc này làm sao có thể rút đi, một khi lui trốn, chính là binh bại như núi đổ, Ai cũng không thu lại bại thế được, đại quân trốn loạn đối mặt truy sát, không cách nào tập kết. Không có binh mã, người ta còn có tác dụng gì? Cái gọi là tác dụng, tự nhiên là chỉ tác dụng đối với tấn quốc. Phản quân vốn là đám người ô hợp, phản quân chân chính có thể chiến bất quá 15 vạn, cái khác đều là thanh niên trai tráng lâm thời mang theo chơi khí thế. Uy danh của Kiêu Kỳ quân, có thể nói uy trấn thiên hạ, lúc này quân tâm sĩ khí của phản quân có thể tưởng tượng được, loạn càng thêm loạn. Hồ Diên vô hận kinh nghiệm xa trường lâu năm, sao có thể không rõ ràng những thứ này, cái khác đều là trang trí, ba vạn Kiêu Kỵ quân còn rảo không loạn 15 vạn phản quân. Có chút thời điểm binh quý ở tinh, hỗn tạp càng nhiều, loạn lên càng loạn, loạn lên càng không thể vãn hồi. Hồ Diên vô hận chinh chiến một đời, tinh thông binh pháp, chính là muốn để phản quân loạn lên. Vì vậy dám lấy ba vạn Kiêu Kỵ quân chính diện xung kích. Trong 30 vạn đại quân bình phản gấp rút lên đường vừa bắt đầu không tin đại quân của Hồ Diên vô hận đến rồi, đợi đến thám tử báo lại, đích xác có nhân mã ngăn phản quân, đã cùng phản quân chém giết, chư tướng mới tin đại quân của Hồ Diên vô hận thật đến rồi. Lỡ mất chiến cơ, coi như phản quân đồng thời tiêu diệt. Hồ Diên định từ thô tục nói trước, còn ai dám chậm trễ, cộng thêm được biết nhân mã của Hồ Diên vô hận đến rồi, có lòng tin, đại quân bình phản lại lần nữa tăng nhanh, hết tốc độ tiến về phía trước. Nhìn đội hình chém giết ở phía trước, Hồ Diên uy tâm nguội một nửa, từ đâu tới trăm vạn đại quân, chỉ sợ ngay cả một phần mười của phản quân cũng không bằng A. À. Trên đường đến còn hưng phấn, đợi chân chính nhìn thấy tình cảnh chém giết, trong lòng hắn có chút bồn chồn đây chính là muốn đao thật thương thật giết nhau A. À. Không đợi hắn nhiều nghĩ, phó tướng bên cạnh đã rút kiếm gào thét. Phong, 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 năm ngàn kiêu kỵ quân khẩn cấp chạy tới, lập tức ra tốc xung kích, gào gào gọi xung phong, không ai sợ hãi nhân số quân địch đông hơn, người người hung hãn không sợ chết xung phong. Hồ Diên uy thân bất do kỷ, chỉ có thể gào thét sung phong theo, chậm không được, cũng không tránh qua hai bên được, nếu không sẽ bị thiết kỵ ở phía sau đụng chết, bị bức cho quyết trí tiến lên. Chi nhân mã này từ hậu phương giết vào, phản quân vốn đại loạn, bây giờ càng ngày càng rối loạn. Hơn 3 vạn kiêu kỵ quân, đã xé nát 50 vạn phản quân, phản quân ở trong hỗn loạn bắt đầu có người không nghe hiệu lệnh lưu vong, vốn là đám người ô hợp, có người cầm đầu bỏ trốn, trận thế của phản quân lập tức mất khống chế, triệt để không cách nào khống chế rồi. Đợi Hồ Diên định dẫn 30 vạn đại quân chạy tới, đã ở chung quanh chia quân truy sát, quét sạch dư nghiệt. Làm loại sự tình đánh rắn dập đầu này, 30 vạn đại quân bình phản ngược lại cực kỳ tích cực, không có nguy hiểm gì, có thể liều mạng mò tiện nghi, mò chiến tích ha. Đại ca, khắp nơi bừa bộn, mùi máu tanh tràn ngập trên mặt đất, Hô Diên Định và Hô Diên huy đồng thời tiến lên chào đại ca Hô Diên Bảo, ba huynh đệ ở trên chiến trường gặp mặt. Hồ Diên Bảo nhấc tay ra hiệu không cần đa lễ, nhìn chằm chằm Hồ Diên huy hỏi. Lão Tam bị thương, thương nhỏ, không cần lo lắng. Hồ Diên Uy cười khúc khích, cũng không phải thương nhẹ gì, chiến giáp ở sau lưng bị khảm nát, máu thịt be bét, ở trong loạn quân ngay cả ai chém cũng không biết. Hắn biết rõ, nếu như hắn không có tu sĩ trọng điểm bảo hộ mà nói, đã chết đến mấy lần, trong đó có một lần bị đánh rơi chiến mã, loạn đao loạn thương vây công được tu sĩ cứu giúp, bằng không tay mơ như hắn đã bị chém thành thịt vụn. Hắn càng rõ ràng, sau khi trở về chờ lĩnh công phong thưởng, hoàng đế nhạc phụ chắc chắn sẽ không bạc đãi hắn. Hiện tại hắn rất chờ mong trở về, có kinh nghiệm lần này, có một thân thương tích này, đủ hắn trở về ở trước mặt hồ bằng cầu hữu hảo hảo nói khoác một trận. Đương nhiên, hiện tại hắn vẫn sợ không thôi, bắp chân còn có chút mềm. Hồ Diên bảo không nhiều lời, ngoái đầu nhìn phương xa, buông tiếng thở dài. Đáng tiếc, để Hạo Khải và Hạo Vân thắng chạy, chương 1682, thế cục xoay chuyển một. Này cũng là sự tình không có biện pháp, hai người còn có chút tác dụng với tấn quốc tu sĩ tấn quốc không có dự định liều chết thấy thế cục không ổn lập tức bỏ chạy trước khi đi mang theo hạo khải và hạo vân thắng người khác sinh tử thì mặc kệ nói xong lại quay đầu lão nhị lão tam nơi này giao cho các ngươi ta còn phải chạy đi hội hợp với phụ thân lần này hắn tới nhiệm vụ chỉ đến thế mà thôi mấy vạn kiêu kỳ quân là không cách nào triệt để tiêu diệt phản quân chuyện còn lại giao cho đại quân bình phản đi làm vâng hai huynh đệ đồng thời chắp tay đưa tiến Trận chiến này, ba vạn kiêu kỵ quân đánh tan 50 vạn phản quân, làm kiêu kỵ quân lần nữa danh chấn thiên hạ. Mà ba huynh đệ hô diên ra liên thủ lấy ít đánh nhiều, một trận chiến đánh tan 50 vạn phản quân, tiêu diệt phản quân, càng trở thành thiên hạ ca tụng, thế nhân đều thán phục, hổ phụ không khuyển tử. Đối với tình hình chiến đấu cụ thể, đại đa số người trong thiên hạ đều không biết chân tướng, càng nguyện ý tin cố sự truyền kỳ kia. Tình hình chiến trận truyền về kinh thành đế quốc là tin chiến thắng. Một trận chiến đánh tan 50 vạn phản quân, chỉ còn lại công việc giải quyết hậu quả sau chiến, dư nhiệt phản quân đã không đáng sợ. Chỉ một kích liền bình nội hoạn của Tề quốc, Hạo Vân đồ cực kỳ cao hứng, Vỗ Bàn Tán Dương, luôn mồm khen hay. Trong địa đạo, Thiệu Bình ba nhìn địa đồ, trầm mặc rất lâu. Sau một lúc lâu rốt cục thở dài, 50 vạn phản quân, ta tốn nhiều thời gian như thế, tốn nhiều tâm huyết như thế, Hắc Thủy Đài hy sinh nhiều người như vậy, mới cho bọn hắn cơ hội tụ quân, vốn định để bọn hắn phát huy tác dụng. Ai biết không đỡ nổi một đòn, chỉ một trận chiến liền bị diệt. Một phen tâm huyết lụi tàn theo lửa, tất cả mọi người đều phí công, hết thầy hy sinh đều uổng phí. Cao phẩm a cao phẩm, cuộc chiến này ngươi sẽ đánh như thế nào? Dứt lời một quyền nện ở trên địa đồ, nện ở địa phương hai quân sẽ giao chiến. Cả người lộ ra ủ rũ, trong ngữ khí đầy giấy không cam lòng và phiền muộn. Thiệu Tam tỉnh cầm tin tức đến vừa vặn nhìn thấy một màn này, hắn biết đại công tử đã bởi vì sự tình này phiền muộn một hai ngày, vẫn vì vậy canh cánh trong lòng. Đối với chuyện này, hắn có thể lý giải, đại công tử vì có thể để chiến sự thuận lợi, có thể nói khổ tâm chuẩn bị kỹ, tỉ mỉ chu tính rất lâu, có thể nói ở mọi phương diện đều trải bằng cho quân tấn, nhưng đại công tử làm lại tốt, cũng không theo nổi chiến trường biến hóa. Thiệu tam tỉnh tới phụ cận, ai ủi nói, sự tình này cũng không thể nói cao phẩm làm sai, ai có thể nghĩ tới hô diên vô hận kháng chỉ là kế sách lừa dối, ai có thể nghĩ hô diên vô hận đã sớm bố trí nhân thủ ở thanh mộ xuyên, Người này đối với thế cục chiến trường biến hóa có thể nói thấy rõ như lòng bàn tay, chỉ một chi kỳ binh liền xoay chuyển càn khôn, đích xác là rất lợi hại. Hồ Diên vô hận ở trên chiến trường bày mưu nghĩ kế đích xác không thể khinh thường, ngay cả đại công tử tự mình tỏa trấn ở Tề quốc cũng bị hắn giấu giếm được, cao đại tư mã ở cách xa ngàn dặm, tính sai cũng là sự tình hợp tình hợp lý. Thiệu Bình Ba nói, nhưng ở chiến trường điều binh khiển tướng, bày mưu nghĩ kế chính là bổn phận của cao phẩm hắn, hắn và Hồ Diên vô hận không phải chưa từng giao thủ trên chiến trường hẳn phải hiểu rõ hô diên vô hận hơn chúng ta lẽ nào không thể phát hiện một chút manh mối sao thiệu tam tỉnh nói trận chiến này thất lợi hẳn cao đại nhân cũng không dễ chịu không tiện báo cáo kết quả cho bệ hạ cao đại nhân cũng coi như danh tướng hiếm có muốn nói sai chỉ có thể trách đối thủ của hắn là hô diên vô hận đụng phải đối thủ như vậy đánh cờ sai một chiêu cũng có thể lý giải thiệu bình ba ngửa mặt lên trời than thở yên sơn minh tề vô hận danh bất hư truyền Hồ Diên vô hận tự mình dẫn đại quân can dự chiến sự, thắng bại sợ là có chút khó liệu. Ở trên chiến trường muốn thắng người này không dễ, muốn để chiến sự thuận lợi, e là còn phải ở phương diện khác nhằm vào Hồ Diên vô hận, có thể diệt trừ người này mà nói, như vậy không thể tốt hơn rồi. Lời đến đây, hai mắt không khỏi híp lại, thiệu tam tỉnh cười khổ, muốn giết Hồ Diên vô hận nói nghe thì dễ, bên người Hồ Diên vô hận cao thủ như mây, thân ở trong đại quân càng đề phòng nghiêm ngặt, ngay cả tới gần cũng khó, ám sát là đừng hòng mơ tới. Hắn nhìn tin tức trong tay nói, trên chiến trường trinh chiến chém giết, sai lầm không ở đại công tử, lại nói đại công tử ở chỗ này làm tất cả cũng không tính phí công, trước đó để cho quân tề tới tới, tới lui lui, ít nhiều cũng chậm trễ mấy ngày. Nói xong nhấc ngón tay chỉ địa đồ, quân tề chậm trễ, làm cho Hồ diên vô hận không thể không cải biến kế hoạch tác chiến, quân tề ở phía đông xuôi nam chặn đánh không thể không từ bỏ ngăn cản đại quân doãn trừ, cải hướng tây bình quan, ý đồ cướp trước đại quân doãn trừ từ khoảng cách tuyến đường đến xem đại quân doãn trừ vẫn chiếm ưu thế thời gian ánh mắt của thiệu bình ba dán vào tây bình quan trầm giọng nói tây bình quan quyết không thể sai sót một khi để quân tần tham dự đại quân ba nước liên thủ đại quân tấn quốc của ta khó có phần thắng sợ là không thể không triệt hết thảy đều uổng phí mà đại quân của doãn trừ một mình thâm nhập cúng thân hãm trùng vây khó thoát một kiếp thiệu tam tỉnh dâng lên tin tức đại công tử trưởng quỹ đưa tin tức đến, là tin tức ngài muốn, mật thư ta đã tự mình kiểm tra. Vừa nghe hai chữ trưởng quỹ, tinh thần của Thiệu Bình Ba lập tức tỉnh táo, nhanh chóng lấy tin tức tới tay. Cái gọi là trưởng quỹ, chính là sương hô hai người lén lút lấy cho vị ở phiêu miểu các kia. Thiệu Bình Ba ngồi ở sau bàn, tinh tế kiểm tra, nội dung trên giấy ghi tình huống có quan hệ tới như hữu đạo ở trong thánh cảnh, đối phương đã sắp xếp tốt trình tự thời gian và mạch lạc sự kiện cho hắn. Nội dung trong giấy làm con người hắn co rụt, gắt gao tập trung ba chữ vô lượng viên hầu kết co giật trong miệng nói lẩm bẩm vô lượng viên vô lượng viên là cấm vật kia tiến vào vô lượng viên trước vô lượng viên phát sinh đại hỏa sau đó lại nhanh chóng lật xem nội dung phía sau phát hiện từ trình tự thời gian sau đó nghiêu hữu đạo không có cử động rõ ràng gì thật giống như nhàn đến không có chuyện gì làm bằng hắn hiểu rõ nghiêu hữu đạo nghiêu hữu đạo là loại người nhàn đến không có chuyện làm chạy lung tung khắp nơi sao đột nhiên hắn đứng bật lên thất thanh nói. Không được, gia hỏa kia mười có tám chín phần là đánh chủ ý tới cấm vật. Thiệu tam tỉnh không rõ, không biết đối phương nói cái gì, trần chờ nói. Cấm vật gì, thiệu bình ba trầm giọng nói. Quyết không thể để hắn thực hiện được, lập tức truyền tin cho trưởng quý, lập tức mời hắn đến gặp mặt ta nói chuyện, nói ta có sự tình trọng đại cần gặp mặt báo cáo, để hắn cần phải nhanh chóng tìm ta. Thấy thiệu tam tỉnh muốn nói lại thôi, lập tức phất tay quát. Đừng phí lời, nhanh, vâng, Thiệu Tam tỉnh lĩnh mệnh, cấp tốc rời đi. Thiệu Bình Ba lại ngồi trở lại bàn, cầm vài tờ giấy cẩn thận kiểm tra, lặp đi lặp lại sắp xếp nội dung trong đó, hy vọng có thể tìm ra manh mối gì. Một hồi lâu sau, Thiệu Tam tỉnh lại vội vội vàng vàng đi vào nói. "Đại công tử, bên Hắc thủy đài truyền đến tin tức, Tây Bình quan xảy ra vấn đề." "Xảy ra chuyện gì?" Thiệu Bình Ba ngẩng đầu vội hỏi, rất khẩn trương. Thế cục đến mức độ này, Tây Bình quan đã là khâu then chốt nhất của chiến sự thành vùng giao tranh khốc liệt nhất của binh gia, cũng quan hệ đến tương lai và tiền đồ của hắn sau khi xuất sơn. Thắng, hắn có thể đại triển quyền cước, thất bại, thì nói rõ kế hoạch của hắn không thể được, không chu đáo, tấn quốc bị tổn thất hắn chắc chắn phải gánh chịu một phần trách nhiệm, không cho phép có bất kỳ sơ suất. chương 1683, Thế cục xoay chuyển 2 Đối với hắn mà nói, trước mắt đã không có sự tình nào càng trọng yếu hơn. Thiệu Tam Tỉnh nói, Hắc Thủy Đài đã phái thuyết khách bí mật liên hệ Thủ tướng Trần Trường Công ở Tây Bình Quan, Trần Trường Công ý động, cơ hồ đã bị thuyết phục. Nhưng trước đây không lâu, thái độ của Trần Trường Công đột nhiên xuất hiện chuyển biến, giết thuyết khách mà Hắc Thủy Đài phái đi, treo thủ cấp của thuyết khách ở trên cột cờ chứng minh cho triều đình vệ quốc, quyết ý tử thủ Tây Bình Quan. Căn cứ Hắc Thủy Đài phân tích, cùng 3 vạn kiêu kỳ quân của Hô Diên vô hận đánh bại 50 vạn phản quân danh chấn thiên hạ không thể tách rời quan hệ. Hắn hẳn là nhìn thấy lực uy hiếp khi Hồ Diên vô hận xuất binh, cộng thêm quân tần, cảm thấy tấn quốc không có phần thắng. Ở trên cơ sở này, đại quân doãn trừ chiếm ưu thế thời gian, khả năng sẽ đến Tây Bình Quan trước, ngược lại thành thế yếu. Như đại công tử nói, nếu như Trần Trường công tuân theo ý chỉ của triều đình về quốc dân Tây Bình Quan cho quân tần mà nói, hắn không thể nói là công lao, phải âm u rời khỏi chính trường. Nhưng bây giờ không giống, dưới tình huống biết về quốc tất thắng, chỉ cần hắn thủ vững Tây Bình Quan, nói là cầm xuống công đầu quyết định vận mệnh của vệ quốc cũng không quá đáng. 50 vạn phản quân bị đánh tan, không cách nào kiềm chế viện quân tề quốc tới Tây Bình Quan, hắn tối đa chỉ cần tử thủ mấy ngày là được, có lẽ chỉ cần tử thủ một ngày liền xong, chỉ cần thủ đến chủ lực tề quốc chạy tới, đại quân doãn trừ sẽ rất khó đánh hạ Tây Bình Quan, sau đó lại có chủ lực quân tần tới, hắn sẽ nắm lấy công đầu quyết định vận mệnh của vệ quốc, tiền đồ huy hoàng khắp chốn A. Tướng phản quốc luôn mang tiếng xấu, bị người trong thiên hạ cười nhạo, coi như cưới thất công chúa được bệ hạ sủng ái nhất lại thế nào, cho dù không mất vinh hoa phú quý, hắn một ngoại nhân đến tấn quốc, có thể được tấn quốc trọng dụng sao? Mà chỉ cần cầm xuống công đầu quyết định vận mệnh về quốc, lợi và hại trong đó chỉ cân nhắc liền không khó làm ra lựa chọn, này hẳn là then chốt để thái độ của Trần Trường Công chuyển biến. Thế cục chiến trường biến hóa, Hồ Diên vô hận đánh bại 50 vạn phản quân, lệnh quân tề đông tuyến lao thẳng tới Tây Bình Quan, cải biến thái độ của Trần Trường Công. Thiệu Bình Ba trực tiếp ném trang giấy trong tay, đoạt tin tức trong tay đối phương kiểm tra. Vừa nhìn thấy tin tức, lại đối chiếu trạng thái tiến quân trên địa đồ, hô hấp dần hiện ra trầm trọng, sắc mặt rất khó coi. Trước đó hết thảy còn thuận buồm xuôi gió, hiện tại bị đối thủ ra tay phản kích, chuyện xui xẻo dường như tụ tập đồng thời đến rồi. Trước tiên là bên Tần Quốc, Huyền Vi ra tay, đánh loạn kế hoạch kéo dài ở Tần Quốc, bức Tần Quốc cấp tốc xuất binh, gia tăng áp lực ở Tây Bình Quan. Sau đó phi hết tâm huyết ở Tế Quốc tụ 50 vạn phản quân lại bị hô diên vô hận tiêu diệt, lần nữa gia tăng áp lực cướp đoạt Tây Bình Quan. Trước đây không lâu biết Nghiêu Hữu Đạo rất có khả năng ra tay nhầm vào mình. Bây giờ thủ tướng ở Tây Bình Quan là Trần Trường Công lại xoay chuyển chiều gió. Thế cục bắt đầu xoay ngược, hết thảy đều phát triển theo chiều bất lợi cho Tấn Quốc, hết thảy tâm huyết của hắn rất có khả năng sẽ sắp thành lại bại. Tây Bình Quan tuyệt đối không thể sai sót, Thiệu Bình Ba đột nhiên nện ở trên địa đồ, trên nắm tay chảy ra máu, có thể thấy lực đạo của một quyền này. Thiệu Tam tỉnh khổ sở nói, đại công tử, đạo lý mọi người đều biết, chính vì như thế, các nước không muốn tấn quốc được lợi cơ hồ đều ở trong bóng tối phái ra tu sĩ hiệp trợ Tây Bình Quan phòng thủ, cộng thêm Tây Bình Quan vị trí hiểm yếu, dễ thủ khó công. Nếu như không có Trần Trường Công nội ứng ngoại hợp, coi như đại quân doãn trừ lại Bưu Hán, coi như khí vân tông ra sức chống đỡ như thế nào, cũng rất khó đánh hạ Tây Bình Quan. Coi như đánh hạ, đại quân doãn trừ một thân một mình, tạm thời không có viện quân, lại không có tiếp tế, đại quân tần, tề liên thủ công kích cũng rất khó thủ được nhất định phải chiếm được Trần Trường Công phối hợp, nhất định phải tận lực bảo lưu lại vật tư tiếp tế và khí giới phòng thủ của Tây Bình Quan mới có thể thủ vững. Thiệu Bình Ba phẫn nộ quay đầu lại, vẻ mặt giữ tợn nói. Hắc Thủy Đài làm ăn thế nào? Nghiên cứu Tây Bình Quan đã lâu, lại không biết cách đối nhân xử thế của Trần Trường Công sao? Hắc Thủy Đài tập trung lực lượng của cả tấn quốc vậy mà không làm gì được Trần Trường Công, bệ hạ cần đám phế vật ở Hắc Thủy Đài kia có tác dụng gì? Thiệu Tam Tỉnh nói, thế cục như vậy, ở dưới đại thế, thái độ của Trần Trường Công lật lọng, Hắc Thủy Đài có thể làm gì? Coi như giết hắn cũng vô dụng, vệ quốc còn sẽ phái ra Lý Trường Công, Vương Trường Công đi thủ. Thái độ lật lọng, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao lật lọng. Thiệu Bình ba cười gần, bỗng nhiên lạnh lùng nói. truyền lệnh Hắc Thủy Đài, lập tức an bài ta đi vệ quốc, ta tự mình đi gặp Trần Trường Công, ta ngược lại muốn nhìn xem hắn làm sao nhảy ra lòng bàn tay của ta. Này, Thiệu Tam Tỉnh khuyên bảo, Đại Công Tử, ngài tự mình đi có phải quá nguy hiểm hay không? Thiệu Bình Ba hò hét nói, nhanh đi, Hồ Diên Huy hồi kinh, không có biện pháp, thương thế không nhẹ, không thích hợp theo quân bôn ba, cần trở về dưỡng thương. Sự tình thanh tẩy phản quân có nhị ca hắn Hồ Diên định làm, hắn có ở đó hay không kỳ thực không quan hệ gì cả. Trong cung, nhìn thấy con rể đắc thắng trở về, Tề Hoàng Hạo Vân đồ cực kỳ cao hứng, cười đến miệng không ngậm lại được. Bệ hạ không biết tình huống lúc đó nguy cấp, thần xuất lĩnh 5.000 kiêu kỳ quân hỏa tốc chạy tới, từ hậu phương của phản quân giết vào. Hồ Diên Huy nói thiên hoa loạn trụy, có thể nói nước miếng văng tung tóe. Đừng nói hạo vân đồ, ngay cả đại nội tổng quản bộ tầm ở một bên cũng không nhịn được cười. Bộ tầm rất rõ ràng, hoàng đế cười thất thố như vậy, không phải bởi vì chiến sự đánh thắng mà cười, đương nhiên cũng có một chút nguyên nhân phương diện này, thua trận khẳng định không cười nổi, chân chính để hoàng đế cười đến thất thố là Hồ Diên Huy chọc cười có chút sự tình vừa nghe liền biết Hồ Diên Uy nói khoác, Hạo Vân Đồ là người nào. Năm đó tranh cướp hoàng vị, cũng là người từng xuất quân chém giết qua, cũng từng từ trong đống người chết bỏ ra, có mấy lời thật giả tự nhiên vừa nghe liền biết. Huống chi tình hình cụ thể ở trên chiến trường, hoàng đế từ lâu đã đạt được mật báo, trong lòng rất rõ ràng. Hồ Diên Uy vẫn lại nhảy, bộ tầm càng nghe càng dở khóc dở cười, phát hiện Hồ Diên Uy so sánh với lão tử của hắn Hồ Diên vô hận, quả thực như hai người khác nhau, tương lai để người như vậy chấp trưởng kiêu kỵ quân, đáng tin sao? Bất quá rất hiển nhiên, hoàng đế không có dự định đâm thủng, trái lại nghe cực kỳ hứng thú. Mà gần đây tâm tình của hoàng đế xác thực không tệ, bình phản thành công, trên dưới cả triều, cùng với tam đại phái cho áp lực, tất cả đều giải quyết dễ dàng. Sự tình hô diên vô hận kháng chỉ, cũng thành kế sách do hạo vân đồ thương lượng với hô diên vô hận, hô diên vô hận cần bậc thang đi xuống, hạo vân Đổ hắn cũng cần bậc thang đi xuống. Thắng, thành công bình phản, thành bệ hạ anh minh. Ngay cả sự tình hô diên định không giết được thống soái bình phản cũng không giấy lên được sóng gió gì. Mà lúc này hô diên uy nói đến quên cả trời đất, vậy mà ở ngay trước mặt hạo vân đồ cởi áo, lộ ra vết thương cho hạo vân đồ xem. Hạo vân đồ đi tới nhìn thương thế, đúng là nhìn thấy mà giật mình, có thể thấy lúc đó thật là suýt chút nữa mất mạng, điểm này hẳn không giả, lần này đích xác là ăn chút vị đắng. Uy nhi đẫm máu xa trường, liều mình tác chiến, đạt được chiến quả như vậy thật không dễ, nên trọng thưởng. Hạo Vân đầu nhìn bộ tầm bàn giao một tiếng, cũng coi như là hạ chỉ. Vâng, bộ tầm lĩnh mệnh, chương 1684, đắc thắng trở về. Nên thưởng như thế nào, hắn biết Hoàng đế đã có dự định, không chỉ là ban thưởng một chút tài vật bình thường. Một phần công lao rất lớn ở trong chiến công này, đều sẽ từ trên người Hô Diên bảo, Hô Diên định cắt chém ra, quy đến trên người tiểu nhi tử của Hô Diên ra. Trừ Hô Diên vô hận, công lao lớn nhất sẽ ở trên người hô diên uy có lẽ không công bằng nhưng người hô diên gia sẽ không dám nhiều lời cái gì người hô diên gia đều rõ ràng từ ngày hô diên uy cưới trưởng công chúa thì nên biết hoàng đế muốn con rể mình làm người thừa kế của hô diên gia muốn hô diên gia và hoàng quyền hạo thị vững vàng quấn lấy nhau cho nên hô diên uy cần quân công hoàng đế còn có việc không thể theo hô diên uy nói nhãm đợi hô diên uy cáo lui nụ cười trên mặt hoàng đế không thay đổi nhàn nhạt hỏi Người cảm thấy con rể này của chấm thế nào? So với hai ca ca của hắn thì thế nào? Cái này bảo bộ tầm làm sao đánh giá, bộ tầm do dự một chút, lại không dám lừa dối, đành phải điều hòa cười nói. Còn trẻ tuổi một chút, Hạo Vân đồ hiểu ý tứ của hắn, ám chỉ năng lực của Hô Diên Uy khẳng định không bằng hai ca ca, hắn làm sao không muốn hai vị kia thành con rể của mình. Như vậy hết thảy đều dễ xử lý, thế nhưng sự tình không thuận, không có biện pháp, chỉ có thể buông tiếng thở dài. Nam nhân nha, đều có thời điểm trẻ tuổi, hắn có rất nhiều cơ hội lịch luyện. Lại nói, hắn không phải còn có hai ca ca giúp đỡ sao. Đương ra thì đương ra, đánh trận thì đánh trận, mỗi người quản lý chức vụ của mình cũng không phải chuyện xấu, thậm chí càng tốt hơn. Vâng, bộ tầm cười đáp lời. Hồ Diên Uy không thể đúng lúc xuất cung, vừa ra khỏi ngự thư phòng của Hoàng đế, liền bị một thái giám ngăn lại, là Hoàng hậu phái tới, mời Hồ Diên Uy qua gặp mặt. Hồ Diên Uy tự nhiên không thể chối từ, chỉ có thể đi theo, dù sao cũng là mẹ vợ gọi nha vừa vào cung hoàng hậu bọn thái giám cung nữ dồn dập cười hành lễ đều nói cung nghênh tướng quân đắc thắng trở về một đường khen tặng làm hô diên uy lâng lâng đi đường càng có khí thế của tướng quân đi vào nhìn thấy hoàng hậu lão bà hắn hạo thanh thanh đang hầu ở bên cạnh hoàng hậu chào nhau là không tránh khỏi hoàng hậu nghe nói hắn bị thương hỏi đến thương thế chiến trường bị thương là sự tình bình thường chỉ là vết thương nhỏ không đáng nhắc tới Hồ Diên Uy rất nam nhân, rất hào khí vung tay lên, bất quá còn không tránh khỏi khoác lác. Bất quá lần này đích xác hung hiểm, đại quân bình phản lười chiến, làm cho ba vạn kiêu kỵ quân của ta chính diện xung phong tiến vào trong 50 vạn phản quân, vì không phụ hoàng ân, ta chỉ có thể liều mạng lực chiến. Nói khoác có thể nói thiên hoa loạn trụy, có thể nói hung hiểm vạn phần, quả thực chính là ở trong vạn quân liều mạng với tử thần. Thử nghĩ xem, ba vạn xung phong 50 vạn vốn đã nghe rung động, lại thêm hắn ba hoa như thế, Hoàng hậu nương nương cũng bị hắn dọa đến kinh hồn bất định, tay thỉnh thoảng che miệng, thất thanh hét lên kinh ngạc, đích xác là cảm nhận được hung hiểm kinh tâm động phách. Ngay cả Hạo Thanh Thanh cũng nghe hai mắt phát sáng, mười ngón nắm chặt, hận không thể đích thân tới hiện trường quan sát. Hai mẹ con ngược lại không nghi ngờ Hồ Diên Huy nói khoác, đã từ bên Hoàng Đế nghe được ý tứ, nói Hồ Diên Huy lần đầu xuất trình biểu hiện không tệ, vượt qua hai ca ca, lập xuống đại công. Hoàng Đế có ý thiên công, hai mẹ con tạm thời không biết, cho là thật rồi. Đợi Hồ Diên Huy nói khoác xong, Hạo Thanh Thanh không nhịn được hưng phấn hỏi. Người đông giết mười mấy cái, tây giết mười mấy, tiền tiền hậu hậu qua lại sung phong, một đường giống như ăn cháo, nói như thế, trong trận chiến này người giết địch không phải hơn ngàn sao. Hơn ngàn, Hồ Diên Huy nghĩ một hồi, cảm thấy hơi trột dạ, phát hiện bản thân dường như nói quá mức, binh sĩ quân địch mình ngược lại là chém mấy cái, nhưng nói giết hơn ngàn có phải có chút quá mức hay không. Bất quá ra mặt hắn dày, buông tiếng thở dài. Vô số, Lúc đó thật giết đỏ cả mắt, nhìn thấy kẻ địch liền chặt, lưỡi dao bị chém gãy luôn. Hạo Thanh Thanh hưng phấn nói, thanh đao kia đâu, cho ta nhìn một chút. Hô Diên Uy ho khan một tiếng, đã hỏng, không thể dùng được nên ném rồi. Thật tiếc, Hạo Thanh Thanh nhíu mày, trên dưới đánh giá Hô Diên Uy, lần này Hô Diên Uy ngược lại để nàng kính trọng vài phần. Hoàng hậu than thở nói, quả thật là hồ tử nhà tướng, có phong phạm của thượng tướng quân. Ánh mắt nhìn con rể thấy thế nào cũng lộ ra hai chữ ưa thích tướng mạo có lẽ thô chút, nhưng nàng vẫn luôn rất hài lòng, cho dù không có lần chiến công này. Mỗi lần nữ nhi và con rể náo ra mâu thuẫn, nàng đều kiên định đứng ở bên con rể. Nhớ lúc đầu, được biết đối tượng nữ nhi phải gả là nhi tử của hô diên gia, nàng thật cao hứng sắp hỏng rồi. Người tinh tường đều biết, hoàng đế chọn nhi tử hô diên gia làm con rể là dụng ý gì. Mà hô diên uy sau khi thành con rể hoàng đế lại mang ý nghĩa gì, tương lai binh quyền của hô diên gia sẽ ở trong tay hô diên uy. Hồ Diên gia là trụ cột quốc gia, tay cầm binh mã, không nói đối với hoàng đế, cho dù là đối với Tam đại phái của Tề quốc cũng có lực ảnh hưởng to lớn. Hoàng hậu có nhi tử, nữ nhi gả cho Hồ Diên gia, đối với nhi tử ý nghĩa rất trọng đại, nếu có thể để Hồ Diên gia tỏ thái độ, bất kể là hoàng đế hay Tam đại phái đều phải nghiêm túc suy nghĩ một chút. Nếu Hồ Diên gia có thể kiên định giúp đỡ nhi tử của mình mà nói, chỉ sợ hoàng đế và Tam đại phái sẽ không có quá nhiều lựa chọn, dù sau này con mình không thành hoàng đế. Chỉ ít cũng sẽ giữ được tước vị, sống vô ưu vô lo. Thử hỏi dưới tình huống như vậy, hoàng hậu làm sao có thể không ưa thích con rể này? Cho dù bộ dạng lại không đẹp đẽ, nàng cũng coi như bảo bối. Đột nhiên Hồ Diên Uy khiêm tốn nói, so sánh với gia phụ, mà tướng không đáng nhắc tới. Không dám ở trước mặt danh vọng của lão tử mình khoe khoang, quay đầu lại truyền đi, sợ là không chịu nổi quân côn. Đang khi nói chuyện, nhị hoàng tử Hạo Hồng đi vào, vừa thấy Hồ Diên Uy không khỏi nụ cười đầy mặt trò chuyện, cực kỳ nhiệt tình. Lúc hoàng hậu gọi Hồ Diên Huy đến, đồng thời ở trong bóng tối thông báo nhi tử, để nhi tử đến giao lưu tình cảm với Hồ Diên Huy, Hạo Hồng vui vẻ đến ngay. Nhưng Hồ Diên Huy vừa thấy nhị hoàng tử, lập tức thu hồi ngung cuồng, quy củ không tưởng nổi, mặc kệ Hạo Hồng nhiệt tình thế nào, cũng trước sau duy trì một khoảng cách. Sự tình khác có thể sằng bậy, nhưng sự tình kết giao hoàng tử là bị Hồ Diên vô hận vẽ ra giới hạn, cái giới hạn kia từ nhỏ đã bị ân cần dạy bảo, ngay cả chạm vào cũng không dám bằng không sẽ bị phụ thân đánh chết tươi cấm kỵ này đã thành phản ứng bản năng của hắn nhị hoàng tử đến rồi hắn vội vã trở về nơi này cũng không giữ được hắn lúc rời đi nơi đây hoàng hậu lại đại biểu cá nhân ban thưởng lại là một bút trọng thưởng đồng thời lệnh nữ nhi đồng thời bồi tiếp trở về hảo hảo chiếu cố tướng quân bị thương lần này hạo thanh thanh rất sảng khoái kỳ thực là lại muốn nghe sự tích chiến trường phu thê tiến vào xe ngựa Hạo Thanh Thanh lập tức cưới y phục của Hồ Diên Huy, dọa hắn có chút sợ. Sau đó mới biết là hiểu lầm, Hạo Thanh Thanh chỉ muốn nhìn hắn có phải thật bị thương hay không, muốn nhìn Hồ Diên Huy có phải khoác lác hay không. Đợi thương thế lộ ra, vết thương đích xác dọa người, Hạo Thanh Thanh ồ một tiếng, vẻ mặt khó coi, bất quá ánh mắt nhìn Hồ Diên Huy có chút không giống, hơi có chút sùng bái. Hồ Diên Huy nhận ra được thần sắc của nàng biến hóa, nhất thời dâng lên khí khái nam nhi, coi như vết thương nhẹ, khinh thường khoác xiêm y. Mũi cắn một cái mà thôi. Quả nhiên, sùng bái trong ánh mắt Hạo Thanh Thanh dường như lại nhiều hơn một chút. Đến rồi, trong một thung lũng, trong bảy phái có người hô, đám người Thái Thúc Sơn Hải đều ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy trên phi cầm hạ xuống bốn người, như Hữu đạo dẫn đầu. Chương 1685, chết tiệt, rốt cục cũng đến rồi. Lần này không chỉ Tần Quan và Kha Định Kiệt, ngay cả Côn Lâm Thụ cũng đồng thời đi theo. Nhìn thấy đám người Thiên Hỏa giáo lưu diệu quang tới ánh mắt, Côn Lâm Thụ trầm mặc không nói quay đầu lại trông giữ phi cầm, xem như làng tránh. Để chư vị đợi lâu, như hữu đạo nhìn mọi người chắp tay, tám phái đồng thời đi ra bất tiện, vì tránh hiểm nghi, trước đó như hữu đạo phân phó bảy phái chia nhau đi trước, ước định chạm trán ở chỗ này. Đợi lâu như thế cũng lười nói nhiều, Thái Thúc Sơn Hải đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Đến tột cùng muốn dẫn chúng ta đi nơi nào, bây giờ có thể nói cho chúng ta biết chưa? Nghiêu hữu đạo mỉm cười, nhẹ nhàng nói ra ba chữ. Vô lượng viên nhân viên bảy phái đều nghẹn lời. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trưởng lão vạn thú môn an thủ quý xác nhận hỏi. Đi vô lượng viên, đi vô lượng viên có cấm vật kia. Như hữu đạo nói, lẽ nào nơi này còn có mấy cái vô lượng viên sao? Không ít người hiện ra vẻ bất an, địa phương kia làm cho người ta quá kiêng kỵ, ngay cả đệ tử cửu thánh cũng e sợ tránh không kịp, bọn hắn xông về phía vô lượng viên, không phải gây phiền phức sao? Một khi chọc loại phiền phức này, không phải là phiền toái nhỏ đừng nói bọn hắn ngay cả côn lâm thụ nghe vậy cũng rất kinh ngạc sắc mặt thái thúc sơn hải ngưng trọng nói nghiêu hữu đạo địa phương kia không phải chúng ta nên đi nghiêu hữu đạo nói có gì không thể chúng ta có thân phận đốc cha trừ ngoài thánh địa còn có địa phương nào là không thể đi có quy định nói chúng ta không phải đến vô lượng viên sao không có thánh tôn cho chúng ta quyền hạn lớn như vậy chính là biết phiêu miểu các thế lớn chính là vì để chúng ta hành sự thuận tiện nếu các ngươi không dám đi vậy ta tự đi là được, bất quá sau này đừng nói ta bỏ qua các ngươi làm một mình. Các ngươi nhớ kỹ, không phải ta muốn làm một mình, mà là các ngươi nhát gan sợ phiền phức. Trưởng lão các phái trao đổi ánh mắt, có người thậm chí nhẹ giọng nói thầm, đều có chút hoài nghi thằng này sẽ không phải cố ý chuyển ra cái hố để mọi người không dám bỏ vào, lấy cái này hù dọa mọi người chứ. Thái Thúc Sơn Hải hồ nghi nói, ngươi thật dám đi vô lượng viên, như hữu đạo nói, Thái Thúc Lão Nhi, ngươi lại nói nhãm, ta có gì không dám ta lại không phải chưa đi qua, mọi người kinh ngạc, cơ hồ là trăm miệng một lời nói. Người đi qua vô lượng viên, lần này ngược lại đến phiên nghiêu hữu đạo ngoài ý muốn. Các người không biết, mọi người dùng ánh mắt hỏi dò, hiển nhiên đều không biết sự tình này. Mà nghiêu hữu đạo còn tưởng bọn hắn sớm biết sự tình này, dù sao ngay cả sự tình hắn đi băng tuyết thánh địa uống rượu mừng cũng biết, bây giờ xem ra, vô lượng viên đích xác là để người kiêng kỵ vậy mà không có người đối ngoại nói qua sự tình hắn đi vô lượng viên thái thúc sơn hải hồ nghi nói ngươi đi lúc nào như hữu đạo nói lẽ nào sự tình lửa cháy ở ngoài vô lượng viên các ngươi cũng chưa từng nghe nói thái thúc sơn hải nói này ngược lại là nghe nói qua có quan hệ tới ngươi sao như hữu đạo nói lời không thể nói loạn cái gì gọi là có quan hệ tới ta để người không biết nghe còn tưởng là ta phóng hỏa ý tứ của ta là lần đại hỏa kia rất kỳ lạ đang muốn đi tới cha đúng lúc gặp trưởng lệnh phiêu miểu các đinh vệ từ ngoại giới trở về muốn đi vô lượng viên, ta liền theo đinh vệ đồng thời đi một chuyến, cũng coi như tiến vào vô lượng viên mở rộng tầm mắt. Không chỉ ta, các người hỏi hai đệ tử từ kim động của ta một chút, bọn hắn cũng đồng thời đi vào. Tần Quan và Kha Định Kiệt gật đầu, biểu thị đích xác như vậy. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đoán chừng hẳn không phải nói dối, phát hiện lá gan của thằng này không nhỏ, vậy mà thật chạy vào vô lượng viên. Thái Thúc Sơn Hải nói, trước đó vài ngày, Người nói sự tình gì cha đến thời khắc then chốt, hiện tại muốn đi vô lượng viên, chẳng lẽ sự tình điều tra có quan hệ tới vô lượng viên? như hữu đạo nói, lần đại hỏa kia, ta vốn cảm thấy kỳ lạ, sau khi tới vô lượng viên, ta lấy thân phận đốc cha vặn hỏi vài người, phát hiện chàng đại hỏa kia quả nhiên có vấn đề, không phải thiên tai, mà là nhân hỏa. Có lẽ chư vị không biết tình huống đám cháy, hắn vung tay, hỏa không phải từ một điểm giấy lên, mà là từ bốn phía vô lượng viên đồng thời giấy lên, hơn nữa hỏa thế vô cùng hung mãnh nhất thời khó có thể tiêu diệt này rõ ràng là có người phóng hỏa mọi người suy tư trưởng lão vạn thú môn an thủ quý hỏi ai gan lớn như vậy dám hỏa thiêu vô lượng viên mục đích ở đâu như hữu đạo nói hung thủ không biết nếu biết sợ là sớm đã bị cửu thánh nghiêm trị còn mục đích e là không khó tưởng tượng lúc đó ta hoài nghi có người đánh chủ ý vô lượng quả ở trong vô lượng viên vặn hỏi vài người ta hoài nghi càng ngày càng mãnh liệt nhưng tình huống lúc đó ta không thích hợp đánh rắn động cỏ, cũng không ở lâu trong vô lượng viên. Sau khi rời vô lượng viên, ta vẫn chạy đôn chạy đáo ở trong bóng tối điều tra, rốt cuộc bị ta phát hiện một chút manh mối. Manh mối gì, Tần Quan và Kha Định Kiệt nhìn nhau, trong lòng nói thầm, vì sao chúng ta không biết. Nhưng như trưởng lão thường thường ném bọn hắn một mình, cụ thể làm cái gì, có phải thật phát hiện manh mối gì hay không, bọn hắn thật là không biết. Mọi người nghiêng nghị, trưởng lão huyết thần điện Mai Trường Hồng hỏi. "Manh mối gì?" nghiêu Hữu đạo lắc đầu nói, "Hiện tại vẫn chưa thể nói, chư vị, đừng dùng loại ánh mắt này, có chút đạo lý mọi người đều hiểu, người dám hỏa thiêu vô lượng viên sao lại là người bình thường. Không có chứng cứ xác thực không thể nói loạn, nếu không sẽ rước hỏa vào thân. Lần này ta đi vô lượng viên mục đích chính là muốn chứng thực manh mối, một khi chứng thực liền có thể báo cáo. Lần này gọi chư vị tới, ta không ngại nói thật, không phải lão tử thích làm vui người khác, muốn cùng mọi người chia công lao." mà là ta đi qua vô lượng viên một chuyến, bên trong quá nhiều người, cha hỏi mà nói, ta không đủ nhân thủ, đầu tiên là không biết phải hỏi tới lúc nào, hai là sợ không thể đúng lúc khống chế cục diện để người thông cung. Chư vị, chỉ cần lần này có thể xác thực chứng cứ, chúng ta chính là lập một công lớn, hẳn đủ để chúng ta vượt qua tội, không làm, sắp đối mặt. Đương nhiên, nếu như chư vị không muốn đi, ta cũng không miễn cưỡng. Bất quá ta từ thô tục nói trước, trước khi ta điều tra rõ, lời của ta mới rồi, các ngươi không thể đối ngoại để lộ bất kỳ phong thanh. Để lộ tin tức, đánh rắn động cỏ, đến thời điểm đó các ngươi cũng sẽ khó thoát tử tội. Mọi người trần trừ, Thái Thúc Sơn Hải thử hỏi, ngươi thật tìm ra manh mối, xác nhận lần này đi có thể có thu hoạch. Như Hữu Đạo nói, Thái Thúc trưởng lão, ngươi không phải phí lời sao, không có manh mối, không chắc chắn mà nói, ta dám xông vào vô lượng viên sao. Mọi người ngẫm lại cũng phải, kia không phải là địa phương đùa giỡn. Thái thúc Sơn Hải nhìn mọi người hỏi, chư vị ý như thế nào, chạy đến vô lượng viên tra án này không phải chuyện nhỏ, nhưng mọi người hai mặt nhìn nhau một trận, tuy có chút thấp thỏm, nhưng không tìm được lý do gì cự tuyệt. Cuối cùng mọi người bất chấp, theo Như Hữu Đạo đồng thời bay lên không, này cũng là sự tình Như Hữu Đạo dự liệu, tuy sự tình đột ngột, nhưng hắn không nghĩ ra những người này có lý do gì không đi. Đường dài đằng đẵng, bay qua Thiên Sơn Vạn Thủy, tốn thời gian khá nhiều, mọi người rốt cục đến mục đích. Tám con phi cầm cỡ lớn xoay quanh trên không trung, có thể nhìn thấy vết tích hỏa thiêu ở phía dưới rõ ràng, lúc này đã có cỏ xanh, nhưng khó bù đắp đại địa ở sau khi hỏa hoạn. Vô lượng viên ở vị trí nào, từ địa phương nào tiến vào, như hữu đạo đến qua một lần, có thể nói quen cửa quen nẻo. Ở dưới hắn chỉ dẫn, tám con hôi xí điêu lục tục hạ xuống. chương 1686, không vào không được một. Không nhìn ra vô lượng viên ở nơi nào, mọi người nhìn quanh, Nghiêu Hữu Đạo đã quay về một phương hướng hò hét nói. Nhân viên tám phái đốc tra, phụng ý chỉ của cửu thánh đến, nhanh mở cửa trận. Trong vô lượng viên, đang làm nhiệm vụ trong cửa chính là Ngao Phong và Nguy Giã. Nghiêu Hữu Đạo vốn tính chuẩn ngày giờ, chính là muốn ở ngày Ngao Phong đang làm nhiệm vụ hành sự. Nhìn thấy Nghiêu Hữu Đạo đến, Ngao Phong có chút há hốc mồm, một lần đến hơn 20 người, hắn không khỏi thầm hỏi, Nghiêu Hữu Đạo muốn làm gì? Muốn đánh cướp sao? Nhưng nghĩ một chút lại không thể, bằng lực lượng thủ vệ ở vô lượng viên, hơn 20 người này chạy tới cũng không giấy lên được sóng gió gì. Nhưng hắn đã ý thức được nghiêu hiếu đạo lai giả bất thiện sẽ không mạo muội đến đây, sự tình mưu đồ đã lâu chỉ sợ là ở ngày hôm nay. Chết tiệt, rốt cục vẫn đến rồi, ngao phong hãi hùng khiếp phía, nội tâm thấp thỏm không gì sánh được. Nguy giã dung chuông cảnh báo, một đội người nghe tin đi ra. Một vết nứt màu lam nhạt vạn vẹo xuất hiện, vết nứt đột nhiên bành trướng, trong nháy mắt hóa thành một lồng ánh sáng to lớn. Trong lồng ánh sáng, đình đài lầu các hiện ra, tình hình kia giống như đột nhiên xuất hiện. Cửa trận mở rộng, một đội người đi ra, đám người thái thúc sơn hải hai mặt nhìn nhau, phát hiện vị trí mọi người đứng không có sai lệch, đối diện cửa trận, từ đó có thể thấy Nghiêu Hữu Đạo đích xác là đến nơi này qua. Chính bởi vì như vậy, xác nhận Nghiêu Hữu Đạo không có nói dối, trong lòng mọi người an tâm. Người cầm đầu là lão giả tóc xám trắng, ánh mắt lạnh lùng quét nhìn mọi người, rơi ở trên người Nghiêu Hữu Đạo, cau mày nói. Nghiêu hữu đạo, ngươi lại chạy tới làm gì? Nơi này không phải chỗ ngươi chơi đùa, cút đi. Lời ấy càng ngày càng để nhân viên bảy phái yên tâm, Nghiêu hữu đạo không nói láo, đích xác đến qua. Nghiêu hữu đạo mặt không biến sắc trầm giọng nói, không biết tôn tính đại danh của các hạ, chẳng lẽ muốn cãi lời pháp chỉ của cửu thánh sao? Người kia không chịu báo danh, trái lại đưa tay yêu cầu. Pháp chỉ của thánh tôn ở đâu, lấy ra nghiệm chứng. như hữu đạo nói, chúng ta chính là đốc cha do cửu thánh bổ nhiệm, chẳng lẽ ngươi không biết? Lão già tóc xám trắng lạnh nhạt nói, thân phận của ngươi ta có biết một chút, nhưng những người khác. Ánh mắt quét mọi người, ta không nhận thức, như hữu đạo đưa tay vào áo, lấy ra công văn chứng minh thân phận đốc cha của phiêu miểu các, đồ vật này cũng là vì bọn hắn hành sự thuận tiện. Quơ quơ đồ vật trong tay, như hữu đạo nhìn mọi người nói. Chư vị, các ngươi lấy ra công văn chứng minh thân phận đốc cha đi, để hắn nghiệm chứng. Mọi người đều phối hợp, móc ra công văn, đàng hoàng cầm ở trong tay chờ kiểm tra. Lão giả tóc xám trắng không vội nhiệm công văn gì, lạnh lùng nói. Các ngươi chạy tới làm gì? Như hữu đạo nói, vô lượng viên xảy ra đại hỏa, sự tình rất kỳ quặc, chuyên tới để truy tra. Lão giả tóc xám trắng, vô lượng viên vị trí đặc thù, cũng chưa nhận được thánh địa thông báo, thứ khó tòng mệnh. Như hữu đạo trầm giọng nói, ngươi muốn kháng chỉ, lão giả tóc xám trắng, không thể nói kháng chỉ, nếu như ngươi khăng khăng muốn tiến vào cũng được, đi lấy pháp chỉ đến cho ta nghiệm chứng, hoặc chờ ta đưa tin hỏi ý kiến của thánh địa một chút, xem thánh địa có nguyện ý thả ngươi tiến vào hay không. Thái độ rất kiên quyết, Ngưu Hữu đạo xem như lĩnh giáo, thân phận đốc cha này còn lâu mới vững vàng như thân phận của đinh vệ, lần trước nói vào là vào, ai dám ngăn cản. Thái độ của Ngưu Hữu Đạo cũng rất cường ngạnh, lần này hắn phải tiến vào, ngữ khí lạnh lùng nghiêm nghị nói. Sở dĩ không có xin pháp chỉ, là bởi vì sợ đánh rắn động cỏ, phòng bị trong vô lượng viên có người thông cung hủy diệt chứng cứ, cho nên thánh địa cũng không thể thông báo trước. Lão giả tóc xám trắng, cái gì đánh rắn động cỏ, cái gì thông cung hủy diệt chứng cứ, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì, hoặc là chiếu lời ta nói làm, hoặc cút đi cho ta, nơi này không phải địa phương các ngươi ngang ngược. Dứt lời xoay người phất tay, muốn dẫn người phản hồi đóng lại đại trận. Nghiêu hữu đạo gầm lên, đứng lại cho ta, hàm ý của lời ấy, khiến cho nhân viên bảy phái âm thầm hoảng sợ. Thái Thúc Sơn Hải luôn cảm giác yêu việt ở trong tám phái, lúc này cũng cực kỳ trung thực, ai dám cứng rắn nói chuyện như vậy. Ngày hôm nay nhân viên các phái xem như kiến thức trưởng lão tử kim động lớn mật, mặc cảm không bằng, không phục cũng không được. Lão giả tóc xám trắng nghe tiếng dừng lại, từ từ xoay người nhìn qua. Ta nói lại lần nữa, nơi này không phải địa phương ngươi ngang ngược, lập tức cút cho ta, bằng không đừng trách ta không khách khí. Như hữu đạo cất bước áp sát, không khách khí như thế nào, Ngươi muốn động thủ với nhân viên đốc cha do thánh tôn tự mình bổ nhiệm sao? Khóe miệng lão giả tóc xám trắng co giật, nhưng thái độ vẫn rất cứng rắn. Trước trách trong người, ở vô lượng viên, bất kỳ người nào cũng không được tự tiện xông vào, người tự tiện xông vào giết không tha. Hắn không thể dễ dàng để người tiến vào vô lượng viên, ai đang làm nhiệm vụ thả người tiến vào, một khi có chuyện, người đang làm nhiệm vụ sẽ gánh chịu trách nhiệm, ngày hôm nay đến phiên người vô hư thánh địa làm nhiệm vụ, cũng chính là bọn hắn. Nghiêu hữu đạo nói, được, ta phụng thánh mệnh đốc cha, cũng là chức trách trong người, phát hiện vấn đề không thể không quan tâm, nếu không không cách nào bàn giao với thánh tôn. Hiện tại ta hỏi tiền bối mấy vấn đề, hy vọng tiền bối có thể phối hợp. Chỉ cần tiền bối có thể nói rõ, ta lập tức rút đi, tuyệt đối không bước vào vô lượng viên nửa bước, mọi người không làm khó dễ nhau, như thế nào. Lão giả tóc xám trắng có chút do dự, sau đó từ từ nói. Có thể nói, ta sẽ nói, không thể nói, ta một chữ cũng sẽ không nói. Tiền bối rõ ràng là được, Nghiêu Hữu Đạo chắp tay, sau đó nghiêm nghị hỏi, trước đó, ngoài vô lượng viên phát sinh đại hỏa, xin hỏi tiền bối, chàng đại hỏa kia là thiên tai hay nhân hỏa? Lão giả tóc xám trắng trầm mặc một chút, sau đó trả lời. Căn cứ một chút dấu hiệu biểu hiện, hẳn là do người phóng hỏa. Nghiêu Hữu Đạo lập tức ép hỏi, người nào làm, lão giả tóc xám trắng, ta làm sao biết, nếu như ta biết, đã đăng báo từ lâu, không chờ đến người tới hỏi như Hữu đạo nói vì sao phóng hỏa lão già tóc xám trắng không biết người phương nào phóng hỏa tự nhiên không biết vì sao phóng hỏa như Hữu đạo nói lẽ nào tiền bối đối với ý đồ phóng hỏa không có bất kỳ suy đoán không có làm bất kỳ liên tưởng lão già tóc xám trắng nói không có chứng cứ đoán mò có tác dụng gì như Hữu đạo nói không có chứng cứ cũng chính là nói tiền bối hoài nghi cái gì tiền bối có thể nói hoài nghi của mình cho ta để ta kiểm chứng hay không? Lão giả tóc xám trắng nói, ta không phải ý tứ này, ta nói ta sẽ không đoán mò. Như hữu đạo nói, được, vậy ta thỉnh giáo tiền bối, ý đồ của người phóng hỏa có khả năng là mơ ước vô lượng quả hay không? Lão giả tóc xám trắng trầm mặc, lần này trầm mặc hơi lâu mới nói. Không bài trừ khả năng này, như hữu đạo nói, tiền bối đã biết ta, như vậy sự tình trước đây ta từng đến điều tra, tiền bối hẳn cũng biết. Trước đó ta đến điều tra phát hiện, phạm vi phóng hỏa rất lớn, phóng hỏa không chỉ một chỗ, không phải chỉ một người, mà là nhiều người đồng thời phóng hỏa, là hành động có tổ chức, không biết quan điểm này của ta tiền bối tán đồng hay không. Lão già tóc xám trắng gật đầu, nhưng không nói chết. Có khả năng này, như hữu đạo nói, vậy người nào dám phóng hỏa ở vô lượng viên, hơn nữa còn là hành động có tổ chức, dám ở vô lượng viên làm sự tình này, còn có thể tổ chức một nhóm nhân mã liên thủ hành sự, người này ở trong thánh cảnh hẳn có thế lực nhất định ta cho là như vậy, tiền bối tán đồng hay không? Lão giả tóc xám trắng theo bản năng nghiêm túc nhìn như hữu đạo, những đạo lý này dường như không cần hỏi nhiều, các phương hẳn đều có hoài nghi mới đúng, không biết vị này từng bước ép hỏi là ý gì, có chút không hiểu đầu mối, nhưng vẫn nói. chương 1687, không vào không được hai. Có khả năng này, như hữu đạo nói, trước đó ta đến vô lượng viên, còn từng tìm người tra hỏi sự tình này, tiền bối có biết không? Lão giả tóc xám trắng tự nhiên biết, Người vô hư thánh địa của hắn cũng bị vị này vặn hỏi qua, hừ một tiếng. Biết thì thế nào, như hữu đạo nói, phóng hỏa ngoài vô lượng viên, có thể là có người đánh chủ ý vô lượng quả hay không, lúc đó ta hoài nghi điểm này. Ta mang theo loại hoài nghi này, lúc đó vặn hỏi vài người, trong quá trình hỏi, để ta phát hiện một điểm đáng ngờ. Sau khi rời vô lượng viên, ta chạy đôn chạy đáo chung quanh, theo điểm đáng ngờ này một đường truy tra, rốt cục để ta tìm thấy một chút đầu mối. Phóng hỏa hẳn chỉ là che giấu, muốn kinh động người trong vô lượng viên đi ra, trong vô lượng viên còn có người phối hợp, ý muốn nhân cơ hội mang vô lượng quả ra, nhưng không biết vì nguyên nhân gì, lại không thể đắc thủ. Lão giả tóc xám trắng giật mình, người nói trong vô lượng viên có nội ứng, đừng nói hắn, nhân viên của vô hư thánh địa cũng kinh hãi không thôi. Vẻ mặt đám người thái thúc Sơn Hải cũng nghiêm túc lên, rốt cuộc sáng tỏ mục đích đến, trong vô lượng viên có nội ứng, mọi người cảm giác chuyến này trách nhiệm trọng đại. Nghiêu Hữu Đạo nói căn cứ một chút manh mối ta tra được, hẳn là như vậy. Lão già tóc xám trắng, nội ứng là ai, như hữu đạo nói, ai cũng có khả năng. Trước khi không nắm giữ chứng cứ xác thực, ta không thể nói đối tượng hoài nghi cho ngươi, sự tình này liên lụy không phải chuyện nhỏ, ngươi cũng có thể tưởng tượng, dám làm, hơn nữa có thể tổ chức nhân thủ phóng hỏa ở ngoài vô lượng viên, tự nhiên lá gan và thế lực bối cảnh rất lớn. Không biết tiền bối có từng nghe nói qua hồng vận pháp của thiên hạ tiền trang chết, chết rất kỳ lạ không, có thể ở dưới tình huống bảo mật nghiêm ngặt chết trước khi bắt, ngẫm lại cũng cảm thấy kinh khủng. Này cũng là nguyên nhân thánh tôn lệnh các phái thành lập đốc cha. Không vận pháp chết, chính là vết xe đổ. Một khi chưa nắm giữ chứng cứ xác thực tiết lộ phong thanh, tất cả manh mối đều dập tắt, e là lại muốn tìm ra chứng cứ cũng khó khăn. Này chính là mục đích chúng ta đột ngột đến đây, nói xong phất tay chỉ về nhân viên tám phái. Trong thánh cảnh, thánh tôn lệnh tám phái chúng ta đốc cha, sự tình tám phái liên thủ truy tra một vụ án còn chưa bao giờ có. Lần này, tám phái ta dốc toàn lực, chính là vì lấy thế xét đánh không kịp bưng tay điều tra rõ manh mối, không cho hắc thủ ở hậu trường có cơ hội chặt đứt manh mối. Nhưng tiền bối lại làm khó dễ, cầm cái gọi là quy củ của vô lượng viên không tiếc cãi lời thánh tôn, có ý định chặn chúng ta lại. Tiền bối nhất định phải ngăn cản, chúng ta không thể cứng sông. Nhưng tiền bối phải biết, lần này chúng ta đến, hắc thủ không khó đoán được ý đồ của chúng ta. Chúng ta có thể rời đi, nhưng một khi đi, ý nghĩa là cái gì? đã đánh rắn động cỏ. Chúng ta vừa đi, liền ý nghĩa cho hắc thủ thời gian, ý nghĩa bỏ mất manh mối sắp tới tay. Tiền bối, người có ý định kéo dài ngăn cản, là có ý gì? Lão già tóc xám trắng nhất thời cả giận nói, người hoài nghi ta là nội gián sao? Như hữu đạo chống kiếm ở trước người, đứng thẳng, như chém đinh chặt sắt, khí thế lẫm nhiên nói. Thánh tôn có pháp chỉ, nhân viên đốc tra trừ chín đại thánh địa, trong thánh cảnh không có nơi chúng ta không thể tra, bao quát vô lượng viên, bằng không lần trước ta dùng cái gì tiến vào. Lần này tiền bối không tiếc đối kháng pháp chỉ của Thánh Tôn, hành sự trái với lẽ thường, hành vi cực kỳ dị thường, nói là có ý định cản trở cũng không quá đáng, ta muốn không nghi ngờ tiền bối cũng khó. Hành vi của tiền bối, làm sao có thể không để ta hoài nghi? Thay đổi thành tiền bối, người có hoài nghi hay không? Một tay đỡ kiếm, một tay chỉ về đối phương, chỉ dựa vào hành vi gây rối trước mắt của tiền bối, hiện tại chúng ta có thể bắt ngươi lại thẩm vấn lão giả tóc xám trắng gầm lên, ai dám, như hữu đạo ôm quyền hướng thiên, bày tỏ kính ý với cửu thánh, lại một tay chỉ về mọi người ở trước cửa, lạnh lùng nói. Chúng ta tuân pháp chỉ của thánh tôn hành sự, ai dám chặn. Nghe được lời này, một đám nhân viên của vô hư thánh địa hai mặt nhìn nhau, nội tâm càng thấp thỏm, đối phương thật muốn bắt người thẩm vấn mà nói, bọn hắn trong lúc nhất thời cũng không biết có nên ngăn cản hay không. Sắc mặt lão giả tóc xám trắng kia lúc xanh lúc trắng biến ảo chập chờn tức giận đến run rẩy nhưng không biết nên biện giải thế nào, cắn răng nghiến lợi nói. Ăn nói bừa bãi, nói hưu nói vượn, như hữu đạo hùng hổ dọa người, không nhượng bộ chút nào, trầm bồng du dương nói. Có phải ta nói hưu nói vượn hay không không trọng yếu, tiền bối nên nghĩ tới là làm sao giải thích rõ ràng hành vi dị thường ngày hôm nay với thánh tôn đi. Cái gì gọi là cường thế, đám người thái thúc sơn hải xem như kiến thức, chỉ ít đổi lại bọn hắn là làm không được, cũng không dám. Tần Quan và Kha Định Kiệt âm thầm líu lưỡi, như trưởng lão chính là như trưởng lão, cái khí thế này, ở từ kim động người nào có thể khống chế, chỉ sợ trưởng môn cũng kém xa, chỉ bằng khí thế này, nói là từ kim động đệ nhất nhân cũng không quá đáng. Côn Lâm thuộc im lặng, ngơ ngác nhìn, rõ ràng cảm nhận được bản thân và nghiêu hữu đạo tranh lệch. Nguy giã đang làm nhiệm vụ cũng sững sờ, thần sắc ngao phong co giật, trong lòng thầm mắng, con mẹ nó, như vậy cũng có thể nói ra được. Hắn xem như phục như hữu đạo, đã nói như vậy rồi nếu như không biết ý đồ của đối phương sợ là ngay cả hắn cũng phải tin hắn xem như nhìn ra ngày hôm nay nghiêu hữu đạo là quyết tâm tiến vào vô lượng viên hành vi kiên quyết của nghiêu hữu đạo cũng càng ngày càng để hắn ý thức được lần này nghiêu hữu đạo đến là quyết tâm động thủ thật có thể hái trái trên cây đi sao nước đã đến chân sự tình không phải chuyện nhỏ hắn thật sợ cực kỳ thấp thỏm trong lòng càng thầm mắng vương bát đản muốn động thủ trước đó cũng không lên tiếng chào hỏi đột nhiên đến, hại lão tử một chút tâm lý cũng không có chuẩn bị. Lão giả tóc xám trắng đã bị nói hoảng sợ run rẩy, mới đầu cảm thấy mình có lý chẳng sợ gây chuyện, hiện tại bị nói như thế, thật có chút trột dạ, quay đầu lại thật không biết nên làm sao giải thích cho thánh tôn, gây nên thánh tôn hoài nghi, có thể giải thích rõ ràng sao. Nhưng cứ cho người vào như vậy mà nói, để hắn làm sao xuống đài được. Hắn cắn răng, vịt chết mạnh miệng nói, ta nên giải thích như thế nào, kia là sự tình của ta, không cần ngươi bận tâm xin tiền bối lấy đại cục làm trọng. Vừa nãy nghiêu Hữu Đạo còn vinh váo hung hăng hơn nữa hùng hổ dọa người đột nhiên mềm nhũn, hai tay cầm kiếm ôm quyền, khom người bái thật sâu, cung cung kính kính, thành thành khẩn khẩn, dáng vẻ tận tình khuyên nhủ. Tiền bối, quyền lực đốc cha của chúng ta là cửu thánh ban tặng, vì sao ban tặng quyền hạn như vậy, trong lòng mọi người rõ ràng. Chúng ta tiến vào vô lượng viên kiểm chứng, cũng không làm trái quy tắc, hơn nữa hợp tình hợp lý. Đương nhiên, chúng ta cũng có thể rời đi, nhưng biết rõ sự tình phóng hỏa có hắc thủ, biết rõ chứng cứ xác thực sắp tới tay, lại phải trơ mắt nhìn đánh rắn động cỏ sau đó nứt rời, trơ mắt nhìn sắp thành lại hỏng, trơ mắt nhìn hắc thủ nhơn nhởn ngoài vòng pháp luật, sao có thể cam tâm. Nói xong lại nhìn một đám nhân viên vô hư thánh địa ở phía sau lão giả tóc xám trắng chắp tay, khẩn cầu nói. Chư vị, chuyện gấp phải tòng quyền, xin chư vị dơ cao đánh khẽ. Ở cửa, Ngao Phong âm thầm quan sát phản ứng của mọi người, trong lòng nói thầm một tiếng. Xong, hắn chú ý đến thần sắc do dự của mọi người, không cho vào chính là không cho vào, do dự liền nói rõ rất nhiều vấn đề. Ngao Phong có chút phức tạp, sau lưng rõ ràng là cùng phe với nhiều hữu đạo, nhưng không quá tình nguyện nhìn thấy nhiều hữu đạo tiến vào vô lượng viên. chương 1688 Cách Ly, quả nhiên, đệ tử của vô hư thánh địa trao đổi ánh mắt, có người tiến đến bên người lão giả tóc xám trắng, thì thầm nói gì đó. Lão giả tóc xám trắng nhìn phản ứng của mọi người, mình cũng có bậc thang đi xuống, dường như có chút không tình nguyện ừ một tiếng. Người kia lập tức nói chuyện thay, như hữu đạo, người đã nói tới mức độ này, nếu chúng ta không thả ngươi tiến vào ngược lại thành chúng ta không phải. Cũng được, nể mặt thánh tôn tự mình trao cho quyền lực đốc cha, chúng ta có thể để ngươi tiến vào, bất quá từ thô tục nói trước, nếu người không tìm được chứng cứ gì, sẽ phải gánh lấy trách nhiệm rất lớn. Nghiêu hữu đạo hứa hẹn, chắp tay nói, nếu không tìm được chứng cứ, nguyện bị thánh tôn trừng phạt. Người kia nói, trừ thánh tôn, bất kỳ người nào ra vào nơi đây đều phải tiếp nhận kiểm tra. Người đã đến, nói vậy hẳn rõ ràng quy củ, như hữu đạo gật đầu nói, nghiêm ngặt kiểm tra là phải làm, điểm này phải theo quy củ của vô lượng viên, ai cũng không thể làm trái. Quay đầu lại phân phó nhân viên các phái, theo quy củ ra vào vô lượng viên, mọi người phối hợp một chút, tiếp nhận kiểm tra. Nhân viên các phái không dám có ý kiến, đàng hoàng gật đầu, biểu thị nguyện ý phối hợp. Người kia phất tay ra lệnh nhân viên phía sau tiến lên, chuẩn bị kiểm tra. Ngưu Hữu Đạo đi tới, tiếp nhận soát người, kiếm trong tay bị lấy đi, chưa được cho phép, không được mang vũ khí tiến vào trong vô lượng viên. Sau khi kiểm tra xong, hắn được thả qua. Đám người Thái Thúc Sơn Hải thì trước tiên trình công văn chứng minh thân phận đốc cha, sau đó tiếp nhận kiểm tra nghiêm ngặt. Kiểm tra xong mấy cái, thấy những người còn lại lục tục tiến lên, lão giả tóc xám trắng đột nhiên lên tiếng. Các ngươi sẽ không phải đều muốn chạy vào chứ. Nghiêu hữu đạo nói, tự nhiên không phải, sau đó nhìn qua đám người côn lâm thụ, người lưu ở bên ngoài, giúp mọi người trông coi vật cưỡi. Côn lâm thụ gật đầu đáp lại, người các phái điều động phi cầm lập tức ném phi cầm cho hắn trông giữ. Lão giả tóc xám trắng có chút im lặng, lưu lại một người và nhiều người như thế tiến vào có cái gì khác biệt, sắc mặt có chút khó coi nói. Nghiêu hữu đạo, người tiến vào có phải quá nhiều hay không? Nghiêu hữu đạo chắp tay nói, tiền bối, nhân thủ không thể thiếu được, căn cứ manh mối, chờ lát nữa cha hỏi, vì để tránh cho thông cung, sẽ tiến hành cách ly tra hỏi một vài đối tượng hoài nghi. Lần này nhân viên đốc tra của tám phái dốc toàn lực, cũng chính là mục đích này, bằng không không đáng cùng lúc chạy tới. Lão giả tóc xám trắng hừ một tiếng, không hé răng nữa, hiển nhiên là ngầm đồng ý, tiếp tục lục soát. Cuối cùng, trừ côn lâm thụ ở ngoài, những người khác đều tiến vào vô lượng viên. Cửa trận đóng lại, gợn sóng lay động, toàn bộ vô lượng viên biến mất vô căn cứ ở trước mắt côn lâm thụ nhân viên trong trận nhìn tình hình ngoại giới y nguyên như lúc ban đầu nhưng ngao phong không có tâm tình xem bên ngoài chỉ nhìn chằm chằm như hữu đạo nhưng nghiêu hữu đạo giống như không nhận thức hắn chưa từng nhìn hắn một lần ngao phong ngay cả một cái ám chỉ cũng không có trong lòng ý nghĩ miên man không biết vị này đến cùng muốn làm gì vì cái gì lại đến trong ngày hôm nay chẳng lẽ không biết ngày hôm nay hắn đang làm nhiệm vụ sao nếu như biết vì sao phải đến trong ngày hôm nay lẽ nào lúc động thủ không tìm hắn lấy đồ vật lúc trước đưa vào sao Nghiêu hữu đạo theo lão giả tóc xám trắng đồng thời đi vào bỗng nhiên lên tiếng nói. Làm phiền tiền bối bàn giao xuống, vừa nãy đối thoại với tiền bối, tạm thời đừng tiết lộ cho người khác, phòng bị người hữu tâm sớm chuẩn bị. Mong tiền bối phối hợp công việc đốc tra. lão giả tóc xám trắng thờ ơ nói. Biết rồi, nói xong quay đầu lại hỏi, các người có nghe rõ không? Vâng, các nhân viên đi theo đồng thời đáp một tiếng. Nhân viên đốc tra của tám phái lấy đội hình lớn như vậy đi tới, đã kinh động đệ tử của chín đại thánh địa đóng giữ ở trong vô lượng viên, không ít người lộ diện nhìn xung quanh. Sự tình nghiêm trọng như thế, bây giờ muốn tra nội gian, lão giả tóc xám trắng còn cực kỳ phối hợp, đến mức độ này không phối hợp cũng không được, ai không phối hợp đều có khả năng dính hiểm nghi có tật giật mình. Nhiều hữu đạo cần một nơi làm việc, lão giả tóc xám trắng mang nhân viên đốc tra tới đại điện nghị sự, rất rộng rãi. Vừa tiến vào, như hữu đạo chắp tay nói, tiền bối bởi vì trước đó ta tiết lộ một chút sự tình không nên tiết lộ, vì bảo mật, ta muốn tạm thời cách ly đám người tiền bối và những người khác. Ta thấy bên cạnh có phòng trống, sẽ tạm thời cách ly đám người tiền bối ở trong phòng. Sau đó còn phải tiến hành tra dò đám người tiền bối. Làm như vậy cũng là vì phụ trách với đám người tiền bối, vạn nhất có gì ngoài ý muốn, đám người tiền bối cũng có thể tránh khỏi hiểm nghi. Hy vọng đám người tiền bối phối hợp, lão giả tóc xám trắng hừ lạnh một tiếng, bất quá lại rất phối hợp, xoay người nhìn thuộc hạ của mình nói. Còn nhìn cái gì, đi đi, như hữu đạo nhìn trưởng lão Thanh Nguyệt Sơn Trang Hoàng Phủ Kim nói. Hoàng Phủ trưởng lão, quý phái điều hai đệ tử đi nhìn, không cho phép bất kỳ người nào tiếp cận, cũng không cho phép bất kỳ người nào tự ý tiếp xúc với người bên ngoài, phát hiện có bất kỳ dị thường, phải lập tức đăng báo. Được, Hoàng Phủ Kim gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc, chân chính coi là đại sự đến lo liệu, lập tức phân phó đệ tử nói. Lời nói của Ngưu trưởng lão có nghe được không? Nhanh đi làm theo, không được có bất kỳ lười biếng. Vâng, hai tên đệ tử ôm quyền lĩnh mệnh, cấp tốc chạy ra, đi theo đám người lão giả tóc xám trắng. Đám người lão giả tóc xám trắng rất tự giác, chủ động tiến vào phòng chống, tiếp thu tạm thời giam cầm. Hai tên đệ tử Thanh Nguyệt Sơn trang một người thủ ở cửa, một người phi thân lên nóc nhà, đề phòng bốn phía, phòng bị bất kỳ người nào tiếp cận. Ngay sau đó, Tần Quan và Kha Định Kiệt lại ra đại điện, phụng lệnh như trưởng lão, đi tìm chấp sự của tám thánh địa khác phụ trách đóng giữ ở nơi đây. Trong điện, Nghiêu Hữu Đạo nhìn trưởng lão các phái, chư vị, từ hiện tại bắt đầu, tiến hành thẩm tra toàn bộ nhân viên ở vô lượng viên, do ta toàn diện chỉ huy, hy vọng nhân viên các phái có thể tạm thời nghe theo ta chỉ huy. Đương nhiên, nếu cảm thấy ta chỉ huy không thích hợp, mọi người có dị nghị có thể nói ra, chúng ta mau chóng thương nghị giải quyết, cần phải ở trong ngày hôm nay lấy được kết quả chúng ta muốn. Mấy vị trưởng lão hai mặt nhìn nhau, dị nghị. Đối với tình huống nơi này cái gì cũng không biết, ai dám chỉ huy. Thay đổi bình thường, Thái Thúc Sơn Hải khẳng định sẽ cướp quyền, nhưng hôm nay, ở trong vô lượng viên đương ra làm chủ. Vẫn là thôi đi, đừng có vì thể hiện mà thành ngu ngốc. Người rõ ràng tình huống, nên người chỉ huy đi. Thái Thúc Sơn Hải khiêm tốn một lần, đều không có dị nghị, nên nhiều hiếu đạo nhanh chóng ra tay, thời gian khẩn cấp, hắn cũng không muốn phí lời. Chư vị, vì phòng ngừa thông cung, hiện tại nhanh chóng cách ly nhân viên của vô lượng viên ra tra hỏi công việc cách ly ta sẽ đến bố trí sau khi cách ly nhân viên các phái lập tức tiến hành tra hỏi thẩm vấn nhân viên mình phụ trách thái thúc sơn hải ngạc nhiên nói như hữu đạo người mở cái chuyện cười gì để chúng ta tiến hành tra hỏi thẩm vấn như hữu đạo nói người trong vô lượng viên rất nhiều người tổng không thể để từ kim động ta thẩm vấn hết chứ như vậy phải thẩm vấn tới khi nào không phải thái thúc sơn hải xua tay chúng ta cái gì cũng không rõ ràng, người bảo chúng ta thẩm vấn cái gì. Từ đâu hỏi tới a à, phải đấy, các trưởng lão cũng hưởng ứng, dồn dập có ý kiến. Nghiêu hữu đạo nhấc tay đình chỉ, chư vị bình tĩnh đừng nóng, cái này ta tự nhiên rõ ràng, từ lâu đã cân nhắc đến. Nên thẩm vấn cái gì, ta đã liệt kê cho chư vị. Thứ nhất, trước khi bên ngoài vô lượng viên bốc cháy, mọi người ở vị trí nào, làm gì, cần phải hỏi rõ ràng. Trường 1689, Người phụ trách hái trộm một. Thứ hai, hỏi lúc vô lượng viên bốc cháy hoặc là trước đó có phát hiện gì thường gì hay không? Thứ ba, lúc cứu hỏa có phát hiện nhân viên khả nghi hoặc dấu hiệu khả nghi gì hay không? Thứ tư, trước sau đại hỏa có những người nào ra vào vô lượng viên? Thứ năm, sau đại hỏa các nơi tất có người đến kiểm tra, người nào kiểm tra, tra hỏi cái gì? Chỉ những thứ này, mọi người nhớ kỹ, phải ghi chép rõ ràng. Mọi người âm thầm ghi như yêu cầu của hắn, trưởng lão Thiên Hỏa giáo Lư Diệu hỏi: như trưởng lão hỏi những thứ này là được như hữu đạo nói không sai thái thúc sơn hải hồ nghi hỏi những cái này có thể tìm được manh mối chứng cứ như hữu đạo nói không sai chư vị không nên xem thường những vấn đề này dưới cha hỏi đan sen người nào trung thực bàn giao người nào không trung thực bàn giao quay đầu lại sắp xếp ra lại căn cứ manh mối ta nắm được một vài người sẽ lập tức lộ ra nguyên hình chư vị người có vấn đề chắc chắn sẽ không nói thật hiểu ý tứ của ta không kỳ thực không hiểu rõ lắm nhưng nghe thật giống như hiểu then chốt là không biết nhiều hữu đạo đến cùng nắm giữ manh mối gì các trưởng lão đều suy tư gật đầu thái thúc sơn hải còn quay đầu lại hỏi hai đệ tử của mình như trưởng lão căn dặn có nhớ rõ không ghi nhớ thái thúc tầm và thái thúc lập song song đáp lại các trưởng lão khác cũng hỏi đệ tử mình đều không dám có sơ sẩy cẩn thận đối xử đúng lúc này tần quan và kha định kiệt tìm được chấp sự của tám đại thánh địa khác đến tám vị chấp sự tiến vào điện trước thuộc hạ thì bị ngăn ở bên ngoài, không cho đi vào, chỉ cho phép 8 vị chấp sự tiến vào. 8 người đi vào, trong đó một lão giả tóc bạc là lần đầu tiên Nghiêu Hữu Đạo tới gặp qua, đối phương cũng nhận thức Nghiêu Hữu Đạo, đi vào quét nhìn nhân viên các phái, sau đó trầm giọng nói. Nghiêu Hữu Đạo, người chạy tới làm gì? Phụng pháp chỉ của thánh tôn tới đốc cha, cha sự tình đại hỏa ở ngoài vô lượng viên. Nghiêu Hữu Đạo nói lại một lần, cho thấy đã nắm giữ manh mối, trận đại hỏa kia là có người phối hợp nội gian ở trong vô lượng viên trộm lấy vô lượng quả, bây giờ muốn bắt nội gian, yêu cầu mọi người phối hợp. Trộm vô lượng quả, trong vô lượng viên có nội gian, tám vị chấp sự hai mặt nhìn nhau, này không phải sự tình không có khả năng, vì trận đại hỏa kia quá kỳ lạ, nếu vị hiểm hộ nội gian trong vô lượng viên hành động là hoàn toàn có khả năng. Biết được chấp sự của vô hư thánh địa đã bị cách ly, bây giờ lại muốn cách ly tám người bọn hắn, tám người trầm mặc không có ý kiến, cũng ý nghĩa ngầm thừa nhận. Bất quá lão già tóc bạc không nhịn được hỏi, ngay cả chúng ta cũng phải cách ly, không biết các người nắm giữ manh mối gì. Nghiêu hữu đạo nói, tiền bối, manh mối gì chúng ta sẽ bẩm báo cho thánh tôn, trước mắt không phải ngươi nên hỏi, hỏi đến sự tình không nên hỏi, đối với ngươi không có chỗ tốt gì. Không nói cho tiền bối, cũng là vì tốt cho ngài, ngài nói đúng không? Lời này là có ý ngầm bảo vệ, mình bạch ý tứ trong lời nói của đối phương, tìm hiểu quá nhiều sẽ rước lấy hiểm nghi vô căn cứ, nên không dám hỏi nữa thấy không ai có ý kiến, Ngưu Hữu Đạo chỉ về một bên. Bên kia còn có phòng trống, tạm thời ủy khuất tám vị chấp sự qua tránh một chút, sau đó sẽ có người tìm tám vị chấp sự hỏi vài điều, đến lúc đó xin tám vị tiền bối phối hợp. Mặt khác, thủ hạ của tám vị tiền bối mang đến đều ở bên ngoài, nhưng lời vừa rồi làm phiền tám vị tạm thời bảo mật, trước khi sự tình hoàn thành đừng để lộ bí mật cho người khác. Bên chúng ta sẽ cách ly tiến hành hỏi dò, cũng cần người chín nhà phối hợp, làm phiền tám vị tiền bối căn dặn bọn hắn một tiếng, để bọn hắn phối hợp chúng ta. Đám người Thái Thúc Sơn thành âm thầm gật đầu, phát hiện nhiều hữu đạo điều hành khống chế tình thế ngay ngắn rõ ràng, đều đâu vào đấy, không loạn chút nào, là chuẩn bị rất kỹ mới đến, để bọn hắn vội vàng tiếp nhận mà nói, khả năng sẽ gây ra nhiễu loạn. Chỉ ít tới hiện tại, bọn hắn hoàn toàn tin tưởng nhiều hữu đạo nói, hiện tại cần phải làm là phối hợp nhiều hữu đạo đồng thời cầm xuống công lao to lớn kia. Thấy tám người không lên tiếng, ngầm thừa nhận, nhiều hữu đạo lại nói. Lư trưởng lão, tám vị trưởng lão đều là người rõ lý lẽ, không cần nhìn quá chặt, huống hồ nhân thủ của chúng ta cũng có hạn, phái một tên đệ tử đi nhìn là được, đừng cho bất kỳ người nào tiếp cận. Trưởng lão thiên hỏa giáo lư diệu ừm một tiếng, phất tay điểm tên đệ tử, ra hiệu mang tám người đi trông giữ. Tám vị chấp sự nhìn nhau, cũng không nói gì, xoay người yên lặng rời đi. Không có biện pháp, như hiếu đạo đã nói rất rõ ràng, ai không phối hợp, sợ là không tránh khỏi hiểm nghi. Ra đại điện, lão giả tóc bạc phân phó một tiếng nhân viên đốc tra phụng lệnh thánh tôn đến tra án, các người phối hợp một chút. Bảy người kia cũng nhìn thủ hạ của mình khẽ gật đầu, biểu thị phải phối hợp, các thủ hạ hai mặt nhìn nhau, không biết xảy ra sự tình gì. Bất quá đã tra án, đám thủ hạ ít nhiều gì cũng có chút suy đoán, gần đây vô lượng viên thỉnh thoảng có người thánh địa ra ra vào vào, còn không phải làm cùng một sự tình sao. Sau đó tám vị chấp sự ở trong ánh mắt của đám thủ hạ bị cách ly, ngoài cửa có người canh gác. Giải quyết xong tám vị chấp sự, Nghiêu hữu Đạo lập tức lệnh người đi gian phòng giam giữ chấp sự của vô hư thánh địa, từ bên kia gọi nhân thủ qua phối hợp, người chín nhà xem như là tập hợp. Chuẩn bị xong xuôi, Nghiêu hữu Đạo lập tức bố trí nhân viên bảy phái, tiến hành thẩm tra toàn diện. Có nhân thủ của chín nhà dẫn dắt, truyền đạt lại là ý kiến của các vị chấp sự, nhân viên ở trong này không người làm loạn, đều đàng hoàng phối hợp, nhiều lắm là có người tìm hiểu phát sinh sự tình gì mà thôi. Nhân viên các nơi bị cách ly ở địa phương nào, thẩm vấn ở địa phương nào, nhiều hữu đạo đều bố trí rất rõ ràng. Này đã là sự tình hắn ở trong lòng lặp đi lặp lại suy diễn không biết bao nhiêu lần. Hắn tự mình ra tay hành động là bởi vì không có biện pháp mượn tay người khác mà hắn cũng tiến vào vô lượng viên. Đối với hoàn cảnh trong vô lượng viên có hiểu rõ đại khái, cộng thêm ngao phong cung cấp tình huống của nhân viên và phòng ngự bên trong. Có thể nói, tiến hành sự tình trước mắt, không ai càng hiểu rõ tình huống ở trong vô lượng viên hơn hắn. Sau khi cách ly, các phái cũng bắt đầu thẩm vấn. Quá trình thẩm vấn nhân viên quan trọng ở trong vô lượng viên, do tử kim động của Ngưu Hữu Đạo phụ trách, điều phối công việc. Thẩm vấn nhân viên cách ly khác thì giao cho bảy phái xử lý. Hai người thủ ở lối ra đại trận, chờ mắt nhìn vô lượng viên có chút hồn ào sau đó yên tĩnh trở lại, bình tĩnh đến không nhìn thấy bất kỳ người nào đi lại, bầu không khí để người cảm giác khẩn trương. Nguy dã hỏi, trận thế này giống như sắp xảy ra đại sự, tiên sinh, thật có nội gian sao? Nội gian, Ngao Phong rất rõ ràng, từ đâu tới nội gian gì, nếu phải nói có mà nói, đó chính là bản thân hắn A. À. Nhưng ngoài miệng bình tĩnh nói, ta nào biết, dù sao cũng không liên quan tới chúng ta. Vừa mới dứt lời, tần quan đã đến, sau khi đi tới, nhìn Ngao Phong nói. Ngao tiên sinh, nhân viên đốc tra tiến hành thẩm vấn toàn bộ nhân viên của vô lượng viên, nơi này cũng không thể ngoại lệ, hai vị đang công tác, nên thay phiên tiếp nhận tra hỏi, từ Ngao tiên sinh bắt đầu. Mời Ngao tiên sinh đi theo ta, thẩm vấn, thẩm vấn cái quỷ. Trong lòng Ngao Phong thăm hỏi tổ tông của Ngưu Hữu Đạo, nhưng vẫn ửng một tiếng, theo đối phương rời đi. Hiện trường chỉ còn lại nguy giã canh phòng, ánh mắt lo lắng nhìn hai người rời đi. Mà ở ngoài đại trận, chỉ còn côn lâm thụ trông coi tám con xích liệp điêu. Trong đại điện nghị sự của vô lượng viên, Ngao Phong một mình tiến vào, nhìn thấy Ngưu Hữu Đạo ở trong điện quan sát tượng của cửu thánh. chương 1690, người phụ trách hái trộm hai. Nghe được tiếng bước chân, Ngưu Hữu Đạo quay đầu nhìn lại, nở nụ cười, sau đó chỉ chỉ chín bức tượng kia. điêu khắc giống chín bản tôn không, hắn gặp qua La Thu, phát hiện rất giống La Thu, nhưng những người khác không dám khẳng định, vì vậy mới hỏi. Đều là y theo bản tôn điêu khắc, rất giống. Ngao Phong đến gần trả lời. Ồ, như hữu đạo gật đầu, lại nhìn chín bức tượng lần nữa, muốn ghi nhớ hình dạng của chín người, nói không chừng sau này sẽ hữu dụng. Thấy dáng điệu của hắn từ tốn, Ngao Phong có chút lo lắng hỏi. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Ngưu hữu đạo quệt miệng, xoay người mỉm cười nói, ngươi không phải biết rõ còn hỏi sao? Ta muốn làm gì ngươi còn không rõ ràng sao? quả nhiên là muốn hành sự, ngao phong thấp giọng hỏi, ngươi điên rồi sao? trước đó không bắt chuyện với ta, cứ như vậy mạo muội chạy tới, còn đơn độc gọi ta tới, ngươi lo người khác sẽ không nghi ngờ sao? như hữu đạo nói, không cần xuất sắng, hết thảy đều an bài xong, gặp ngươi cũng là sự tình hợp tình hợp lý, sẽ không để người hoài nghi. trước mắt toàn bộ vô lượng viên đều ở dưới khống chế của ta, có thể để ngươi thong dong hành sự. Ta, Ngao Phong chỉ chỉ lỗ mũi mình, hãi hùng khiếp vía, thật là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, cắn răng nói. Ngươi điên rồi, ngươi sẽ không phải để ta động thủ thật chứ. Như Hữu Đạo nói, ngươi không động thủ ai động thủ, muốn mọi người bình an, lúc động thủ ta phải chứng minh mình ngoại phạm, ta mang tất cả mọi người đến cũng phải có chứng cứ ngoại phạm. Ta cũng có thể chế tạo chứng cứ ngoại phạm cho ngươi. Chờ lát nữa, lúc ngươi đi thay người kia qua chính là tín hiệu động thủ một người khác vừa đi ngươi lập tức động thủ mang theo đồ vật ta đưa cho ngươi đổi hết quả thật đi thời gian không nhiều động tác phải nhanh ngao phong nói ngươi điên rồi sao người cử phái đóng ở phụ cận từ mỗi góc độ nhìn chằm chằm ta làm sao tới gần như hữu đạo nói ta nói rồi vô lượng viên tạm thời đã ở trong khống chế của ta thời điểm ngươi động thủ người khẳng định cực kỳ an toàn sẽ không bị người phát hiện ta sẽ kéo toàn bộ bọn hắn tới, ngươi cứ yên tâm lớn mật đi làm. Ngao phong có chút phát điên, ta xem ngươi thật là điên rồi, ngươi làm sao kéo bọn hắn đi. Nhiêu hữu đạo nói, sự tình không phức tạp như ngươi nghĩ, cũng không khó khăn như vậy, nhưng trong lúc nhất thời nói ngươi cũng không rõ ràng. Ngươi chỉ cần minh bạch một đạo lý, tuy canh giữ vô lượng quả nghiêm ngặt, nhưng quy tắc thủ hộ cũng không phải không chê vào đâu được, trên đời này không có quy tắc thiên y vô phùng. Quy tắc nha! một khi bị chế định ra chính là đồ vật cứng nhắc nhất, nhất chính là thứ để người chui chỗ trống biện pháp đối phó quy tắc tốt nhất chính là lợi dụng quy tắc ngao phong nói hiện tại người còn có thời gian giảng đại đạo lý với ta người có nghĩ tới không muốn ta động thủ thì nhất định phải rời tất cả mọi người mới được một khi tất cả mọi người bị rời sẽ lập tức gây ra cảnh giác như hữu đạo nói sự tình ta sẽ giải quyết bảo ngươi đi làm thì sẽ không gây ra hoài nghi ta còn chưa muốn chết Người nghe theo kế hoạch của ta làm là được Nói chung ta phụ trách nghĩ biện pháp quét sạch chứng ngại Người phụ trách hái trộm Trộm, sắc mặt ngao phong khó coi Từ này nghe như thế nào cũng không thoải mái Đương nhiên hiện tại không phải thời điểm chú ý cái này Vội nói Coi như người có thể làm được Ba con nhà tướng thủ hộ kia làm sao lo liệu Một khi ta tiếp cận Sẽ kinh động chúng, mạnh mẽ động thủ mà nói Sẽ gây ra động tính Kia chính là tìm chết Đại trận này chỉ có 9 vị chấp sự mới có biện pháp mở ra gây ra động tính cửa trận không mở trong lúc nhất thời đừng hòng công phá chúng ta còn chạy đi được sao lấy chút nhân thủ kia của ngươi có thể là đối thủ sao ngươi biết bên này có bao nhiêu thiên kiếm phù không đủ để đánh bọn ngươi thành cho bụi như hữu đạo nói phí lời điểm này ta sao có thể không nghĩ tới ta đưa cho ngươi xương sọ không phải để ngươi làm đồ chơi chính là dùng để khắc chế ba con nha tướng thủ hộ kia xương sọ kia là xương sọ bản mệnh của ba con nha tướng chỉ cần ngươi bày ra xương sọ để chúng nhìn, ba con nhà tướng ở trong thời gian ngắn sẽ rơi vào trạng thái thất thần, sẽ không có bất kỳ phản ứng, này chính là thời cơ để ngươi động thủ. Ngao Phong khiếp sợ, thằng này lại tìm được biện pháp khắc chế nha tướng, lấy được thi hài của nha tướng khi còn sống, ngay cả hài cốt của người bị ô thường luyện chế ra nha tướng cũng có thể tìm được, thật khó mà tin nổi, có cần khoa trương như thế hay không? Đúng rồi, hắn nghĩ tới lúc trước nhiều hữu đạo bảo mình khẩu thuật hình dạng của nha tướng sau khi hiện hình, không khỏi hỏi lúc ngươi phóng hỏa vẽ chân dung chính là vì tìm cái kia Người từ đâu moi ra xương sọ bản mệnh của chúng hắn thật rất hiếu kỳ phát hiện vị này quá thần thông quảng đại nghiêu hữu đạo nói ta moi ở đâu ra mắc mớ gì tới ngươi bây giờ còn có tất yếu nhiều lời sao sau này lại giải thích với ngươi nhanh chóng đi làm đi ngao phong nói không phải ba con nhà tướng ngươi lộng năm cái xương sọ cho ta là ý gì nghiêu hữu đạo nói năm thi thể kia chôn cùng một mộ lúc đó tình huống khẩn cấp nhất định phải thừa dịp sự tình vừa xảy ra, nhân viên ra vào đông đúc để ngươi mang đồ vật vào. Ta trong lúc nhất thời không có biện pháp phân biệt rõ ràng, bất quá khẳng định ở trong đó. Lúc ngươi trộm, chỉ cần dơ năm cái xương sọ lên, hiệu quả cũng như nhau, có thể yên tâm. Sự tình này không phải chuyện nhỏ, không thể có kẽ hở, nên đã cùng Triệu Hùng ca xác nhận rất nhiều lần. Còn nữa, nhớ kỹ, lúc một người khác qua đây, chính là tín hiệu ngươi động thủ. Một người khác vừa đi, ngươi lập tức động thủ, từ chỗ ở của ngươi thẳng đến mục đích, không được quanh co lòng vòng trốn trốn tránh tránh, người ở xung quanh ta đã quét sạch giúp ngươi, không cần lo lắng bị người phát hiện. Thân sắc của Ngao Phong hơi co giật, lời nói đến mức độ này, làm sao có thể không biết mục đích khi gia hỏa này mang một đám nhân viên đốc cha vào, hóa ra là cầm thân phận đốc cha do cửu thánh khâm tặng đến phá quy tắc của cửu thánh lập xuống ở vô lượng viên. Lấy đối phương chi mâu, công đối phương chi thuẫn, gia hỏa này còn thật làm được quả thực như gia hỏa này nói, biện pháp đối phó quy tắc tốt nhất, chính là lợi dụng quy tắc. Cũng phải, nếu như không dựa vào thân phận này, chỉ sợ ngay cả vô lượng viên cũng không vào được, chớ nói chi là khống chế người khác. Nếu bị gia hỏa này đắc thủ, sợ là cửu thánh nâng đá tự đập chân mình, cũng không biết sau khi cửu thánh biết chân tướng sẽ có cảm tưởng thế nào. Ngao Phong hỏi, cũng chính là nói, nhân viên đốc tra của tám phái cùng phe với ngươi, sự tình kết thúc bọn hắn cũng được một phần chỗ tốt. Như Hữu Đạo nói, người mở cái chuyện cười gì loại sự tình này làm sao có khả năng để người khác biết sự tình này trước mắt nơi này chỉ có chúng ta biết người biết sự tình này càng ít càng tốt những người của tám phái kia người cho rằng ai cũng dám làm sự tình này sao ta dám nói cho bọn hắn sao ngao phong nói vậy sau này lộ chuyện bọn hắn chẳng phải là không thoát thân được sao nghiêu hữu đạo nói bây giờ ngươi còn lo lắng sự tình nhảm nhí như vậy có cái gì không thoát thân được chỉ cần sự tình thuận lợi thành công, ai biết đồ vật là ở thời điểm nào bị thay. Ta đi vào trà án ngươi ở trước cửa cũng nghe được. Ngao Phong sướng sờ, bỗng nhiên tỉnh ngộ, vô lượng viên có nội gian, y muốn nội ứng ngoại hợp trộm vô lượng quả, đồ vật rất có khả năng là ở lúc đại hỏa bị nội gian thay thế. Không khỏi trà trà than thở, phát hiện quả thật là lai giả bất thiện thiện giả bất lai, sự tình tiền tiền hậu hậu đều ở trong vị này tính toán. Nhưng nháy mắt lại nghĩ đến một vấn đề, người cầm lấy cớ này đi vào, quay đầu lại không chiếm được kết quả, ngươi làm sao báo cáo thánh tôn. chương 1691, lấy đối phương chi mâu, công đối phương chi thuẫn. như hữu đạo nói, cái này ngươi đừng lo lắng, chẳng lẽ ta không quý tính mạng của mình sao, tự có biện pháp ứng đối. Ngao Phong nói, ta có thể không lo lắng sao, liên lụy tới mạng nhỏ của mình, ta có thể không hỏi rõ ràng sao. như hữu đạo nói, thời gian không nhiều, đừng phí lời, hiện tại ngươi phải nhớ kỹ, Thời gian người động thủ tối đa chỉ có một khắc, một khi nhận được tín hiệu, nhất định phải bằng thời gian nhanh nhất động thủ. Ngao Phong Cả Kinh nói, chỉ có một khắc, như Hữu Đạo nói, vậy ngươi còn muốn bao lâu? Muốn nửa canh giờ hay một canh giờ? Hoặc cho người nửa ngày? Người cảm thấy hiện thực sao? Ta chỉ có thể cho người một khắc, thay 12 trái cây, không cần bao nhiêu thời gian, một khắc đầy đủ. Ta nói người sẽ không giấu đồ vật ta đưa cho người quá phiền phức, muốn mang ra không dễ chứ? Nếu thật như vậy, người nhân lúc hiện tại có thời gian lập tức đi lấy ra trước đi. Ngao Phong nói, này thì không phải, đồ vật kia ta dám giấu loạn ở trong vô lượng viên sao. Đồ vật giấu ở chỗ ta ở, tùy thời có thể lấy ra. Như Hữu Đạo nói, vậy thì không thành vấn đề, một khắc là đủ. Đồ vật ngươi đã thấy, vị trí mối núi ta cũng thiết trí tốt cho ngươi rồi, treo lên rất dễ dàng. Vừa hái trái cây xuống, phải lập tức nối vào ngay, nhớ kỹ, nhất định phải nối ở vị trí cũ. Ngao Phong nói, cái này không cần ngươi dặn, như hữu đạo nói, còn có một điểm, động tác của ngươi nhất định phải nhanh, xương sọ của nha tướng khi còn sống đến cùng có thể ảnh hưởng nha tướng bao lâu, không có thời gian cố định, các loại nhân tố không xác định đều có khả năng tồn tại. Ngao tiên sinh, tình nguyện đồ vật không cách nào tới tay, cũng không thể vì đồ vật mà ném mạng. Bảo vệ bản thân là hàng đầu, không chiếm được lần sau còn có thể nghĩ cách, ném tính mạng thì không còn cơ hội nữa. Nói chung một khi phát hiện không đúng, lập tức thu tay lại rút đi, quyết không được nảy lòng tham. Ngao Phong chấn kinh nói, ngươi không thể xác định có thể ảnh hưởng bao lâu, sự tình không nắm chắc như thế, nguy hiểm như vậy, người con mẹ nó cũng dám để ta đi làm. Điểm này, nhiều hữu đạo cũng hỏi qua triệu hùng ca, thời điểm nha tướng vừa bị luyện chế ra, bản mệnh hài cốt ảnh hưởng rất lớn, thời gian ảnh hưởng càng lâu, nhưng bây giờ hài cốt qua hơn 10 năm, tuy còn có ảnh hưởng, nhưng đến tột cùng có thể ảnh hưởng bao lâu thì ngay cả triệu hùng ca cũng không nói ra được chỉ biết hẳn là có thể ảnh hưởng một lúc. Như hữu đạo nói, đến mức độ này, người còn trần trần trừ trừ cái gì, người muốn như thế nào. Sự tình không đáng sợ như người nghĩ, tuy không thể xác định có thể ảnh hưởng bao lâu, nhưng trước khi mất đi ảnh hưởng, người có thể nhận ra được dị thường, một khi nhận ra được dị thường, lập tức thu tay lại rút đi, sẽ không có bất kỳ vấn đề. Ngao tiên sinh, hiện tại ta không thể hại ngươi, hại ngươi cũng chính là hại ta. Này cũng phải, Ngao Phong hỏi, sau khi vật tới tay, ta làm sao đi ra ngoài? Như Hữu Đạo nói, chỉ cần tất cả thuận lợi, thì sẽ không bị phát hiện đầu mối. Hàng năm không phải ngươi có một kỳ nghỉ sao, thuận theo tự nhiên đi ra ngoài là được. Ngao Phong nói, vật tới tay, ta có thể được chia bao nhiêu? Như Hữu Đạo nói, chia cái gì chứ, lấy phần ngươi nên được là được, ta cũng không cần lừa gạt ngươi, ngươi chỉ có thể được một quả. Ngao Phong cả giận nói, ta mạo hiểm lớn như thế, làm nhiều như thế, ngươi chỉ cho ta một quả, Nhiêu Hữu Đạo nói: "Vậy ngươi còn muốn bao nhiêu? Sau khi rời khỏi nơi này, trong một đoạn thời gian tương đối dài, ngươi còn có thể lộ diện sao? Ngươi đừng quên, ngươi còn phải đi bên Hồ tộc trốn, Hồ tộc không chỉ cung cấp tài nguyên tu luyện còn phải che chở ngươi, trên người ngươi lưu một đống là muốn làm gì, muốn chúc họa cho mình sao? Một quả đã đủ thành tựu ngươi, có thể đạt đến mục đích của mình là được, ngươi muốn nhiều như vậy làm gì, muốn làm vật chôn cùng? Ta hỏi ngươi, ngươi có thế lực của mình sao?" Ngươi muốn một người một ngựa đối kháng cửu thánh sao? Ngươi thắng được bọn hắn sao? Chúng ta chỉ cần một quả là được, còn lại đều phải cho người khác. Ngày hôm nay sự tình này có thể thành, không phải người ta là được, sau lưng còn có vô số người khác yên lặng trả giá, đến tiếp sau còn phải có người nghĩ biện pháp cung cấp tài nguyên tu luyện đột phá cho ngươi, ngươi sẽ không cho rằng chỉ cần ăn một quả trái cây liền có thể vạn sự đại cắt chứ. Đạo lý trong đó còn cần ta nhiều lời sao, đồ vật còn chưa tới tay, hiện tại ngươi sẽ không cùng ta chia của không đều mà đánh nhau chứ? Ngao Tiên Sinh, lời nói lừa gạt ngươi ta sẽ không nói. Một quả chỉ có thể cho ngươi một cái, nhiều một cái cũng không được, không có chỗ chống thương lượng. Ngao Phong chán nản, ngày hôm nay hắn xem như lĩnh giáo, phát hiện ra hỏa này nói như thế nào cũng có lý. Bất quá nói ngược lại, này cũng là sáng tỏ thái độ, ngược lại làm cho hắn an tâm hơn không ít. Ai, một khi làm sự tình này, ta coi như triệt để phản bội sư môn quay đầu lại nhìn tượng của đốc vô hư hay như hữu đạo đưa tay quơ quơ ở trước mắt hắn chớ có giả vờ giả vịt cái sư môn khốn kiếp kia của ngươi đối với đệ tử phía dưới như cắt rau hẹ ra tay không hề thương tiếc từ trước tới nay đến phiên thầy trò các ngươi đã là đời thứ mấy đã sớm muốn phản không có thực lực không dám phản mới là thật thật có thành ý kia lúc trước ở hoang trạch tử địa giết người cướp của tính là chuyện gì xảy ra hiện tại lương tâm đột nhiên xuất hiện ngao phong thở dài ta sớm muộn gì cũng sẽ bị ngươi hại chết. Ngưu Hữu Đạo nói, chúng ta đều là người chơi mạng, nên không cần nói nhãm, nói chính sự quan trọng, còn có chút chi tiết nhỏ phải bàn giao ngươi, bằng không quay đầu lại tra hỏi không giống, người khó có thể thoát thân. Vô Hư Lâu, một trong chín lầu các trực ban phân bố xung quanh vô lượng thụ. Kha Định Kiệt đến, lúc trước dự lưu một nhân viên của Vô Hư Thánh Địa cùng đi tới, người dự lưu đều là tâm phúc của các chấp sự. Ở dưới Kha Định Kiệt yêu cầu, mọi người từ phía sau lầu các tiến vào, không có từ cửa chính tiến vào này cũng là nghiêu hữu đạo yêu cầu không để cho tám nhà khác phát hiện hai người vừa đến ba người ở trong lầu các lập tức lộ diện một hán tử đầu lĩnh trầm giọng hỏi tâm phúc của chấp sự hắn là người nào sao ngươi mang hắn tới đây vừa nãy bên ngoài ầm ĩ một lúc là ra sự tình gì bọn hắn phát hiện động tính rất muốn nhìn xem là xảy ra chuyện gì nhưng chức trách trên người không thể tự ý rời vị trí tâm phúc của chấp sự khá bất đắc dĩ thánh tôn phái nhân viên tới đốc cha muốn mời các người đi hỏi vài câu. Đầu lĩnh cao mày nói, hỏi, hỏi cái gì, chúng ta đang làm nhiệm vụ, không thể đi ra. Kha Định Kiệt lập tức nói xen vào, phụng pháp chỉ của Thánh Tôn, đốc tra sự tình phóng hỏa ở ngoài vô lượng viên, tất cả mọi người đều phải tiếp nhận điều tra, không được có bất kỳ sai sót. Đầu lĩnh nói, chúng ta chức trách trên người, không được tự ý rời vị trí, thứ khó tòng mệnh. Kha Định Kiệt nói, sự tình phóng hỏa, phóng hỏa không phải mục đích, có người mơ ước vô lượng quả mới là nguyên nhân căn bản căn cứ manh mối nắm giữ trong vô lượng viên có nội gian cùng ngoại giới nội ứng ngoại hợp nói cách khác người trông coi vô lượng quả hiểm nghi to lớn nhất ai cũng có thể không tra chỉ có các ngươi không thể không tra hắn nào có thể nói ra lời như vậy này đều là ngưu trưởng lão phân phó bản sự của ngưu trưởng lão hắn kiến thức qua lần này đi theo ngưu trưởng lão lo liệu đại án mới đầu hắn và tần quan có chút hưng phấn nhưng theo ngưu trưởng lão bố trí bọn hắn dần dần cảm thấy có chút không đúng, làm sao cảm giác trưởng lão là muốn rời người trông coi trái cây. Ba người hai mặt nhìn nhau, đầu lĩnh cao mày nói. Chúng ta không thể tự ý rời vị trí, trước tiên phải xin chỉ thị của chấp sự đã. mươi 1692, thành công hái trộm. Kha Định Kiệt nói, hiện tại chấp sự của các ngươi không thể tự ý tiếp xúc người khác. Đầu lĩnh trầm giọng nói, ý gì, tâm phúc của chấp sự than thở, chấp sự tạm thời đã bị nhân viên đốc tra cách ly khống chế rồi. Ngay cả chấp sự cũng bị khống chế, đầu lĩnh xứng sờ, nhưng chúng ta không thể tự ý rời đi, chúng ta đi, nhiệm vụ trông coi làm sao lo liệu. Quay đầu lại chỉ xuống phương hướng vô lượng thụ, Kha Đình Kiệt nói, hiện tại ba người các người bỏ nhiệm vụ đồng thời gặp ta, không cũng phải sự tình quan trọng gì. Yên tâm, tạm thời thiếu các người cũng không có việc gì, nhân viên đốc tra của chúng ta cũng biết nặng nhẹ, chín nhà thay phiên đến, tạm thiếu một nhà sẽ không ảnh hưởng nhiệm vụ trông coi. Đầu lĩnh nhìn qua tâm phúc của chấp sự, có vẻ như trưng cầu ý kiến. Tâm phúc khẽ gật đầu, chấp sự lệnh phải phối hợp đốc cha. Đầu lĩnh kia nói, vậy để ta đi báo cho mấy thánh địa kia biết một tiếng. Kha Định Kiệt lập tức đưa tay cản lại. Không được, trước khi chân tướng được điều tra rõ ràng, hết thảy người trông coi vô lượng quả đều có hiểm nghi, bất kỳ người nào cũng không được thông cung. Tiên sinh, ta khuyên ngươi đừng gánh hiểm nghi, nếu không sẽ rất phiền phức sau đó đưa tay mời đi từ cửa sau tạm thời không thể để nhân viên khác biết phát sinh sự tình gì đến phiên bọn hắn tự nhiên sẽ để bọn hắn biết bị bước đến mức độ này cũng không được lựa chọn ba người trong vô hư lâu đành phải tòng nghịch lặng yên không một tiếng động rời đi cùng lúc đó tần quan mang theo một vị tâm phúc chấp sự khác từ một hướng khác đi tới một lầu các khác kha định kiệt mang người tới địa điểm thẩm vấn địa điểm do khí vân tông khống chế thẩm vấn vừa thấy thái thúc sơn hải liền chắp tay nói Thái thúc trưởng lão, ba vị này là người phụ trách canh phòng vô lượng quả, cũng là một trong những nhân viên hiểm nghi to lớn nhất. Cân nhắc đến nhiệm vụ của bọn hắn không thích hợp trì hoãn, như trưởng lão chuyển cáo, để bên này thẩm vấn bọn hắn trước. Thái thúc Sơn Hải nhíu mày, điểm thẩm vấn trị thủ không phải từ kim động các người phụ trách sao? Kha Định Kiệt nói, trước cân nhắc không chu đáo, sau mới phát hiện địa phương những người này đang làm nhiệm vụ tương đối đặc thù, không thể trì hoãn quá lâu. Cũng phải, Thái thúc Sơn Hải ừm một tiếng giao cho ta đi làm phiền kha định kiệt chắp tay cảm ơn lúc gặp lại như trưởng lão tần quan mang đến ba tên nhân viên trị thủ ở đại nguyên lâu trong điện như hữu đạo ngồi ở bên bàn ghi chép khẩu cung của ngao phong tần quan bảo người đến chờ đi vào bẩm báo trưởng lão đã mang người đại nguyên lâu đến như hữu đạo thấp giọng hỏi nhiều ra một nhà thì sao tần quan nói theo trưởng lão phân phó đã giao cho khí vân tông như hữu đạo ừng một tiếng để bút xuống Nhìn Ngao Phong nói, tốt rồi, người đi về trước, bảo một nhân viên khác qua đây. Đồng thời ra hiệu, Ngao Phong hái hùng khiếp phía, biết bản thân có thể động thủ rồi. Hắn cũng không nhiều lời, xoay người rời đi, lúc qua cửa đại điện, nhìn tháng qua đám người ở đại nguyên lâu. Rời đi nơi đây, Ngao Phong thẳng đến vị trí lối ra, nhìn Nguy dã nói. Đi đại điện nghị sự, đến phiên người tiếp thu thẩm vấn. Nguy dã có chút bất an, tiên sinh bên kia hỏi những chuyện gì ngao phong than thở nói được bàn giao không thể nói bị hỏi cái gì một chữ cũng không cho phép tiết lộ bằng không là gây phiền toái cho mình đi đi ai sau trận lửa kia vô lượng viên cơ hồ không yên tĩnh qua nguy dã buông tiếng thở dài chắp tay cáo từ đợi bóng dáng của đối phương biến mất ngao phong nhìn chung quanh khó có thể tự kiềm chế tim đập bắt đầu gia tăng tốc độ xác nhận bốn phía không người cân nhắc đến thời gian có hạn dưới thấp thỏm cắn răng một cái bất chấp tất cả cấp tốc rời đi vứt bỏ trách nhiệm thẳng đến chỗ ở của mình vừa về tới chỗ ở nhanh chóng đóng cửa rời đi cái tủ ở góc tường cạnh gạch đào ra đồ vật trôn ở dưới đất cấp tốc kiểm tra vật phẩm một phen xác nhận không có sai sót trực tiếp gói lại mang đi đồ vật tương đối nhiều không có biện pháp ẩn giấu ngoại nhân không cách nào tưởng tượng tâm tình lúc này của hắn khi ngang nhiên mang theo một cái túi lớn áp lực thật rất lớn a à. hắn ở vô lượng viên nhiều năm trước kia chưa bao giờ nghĩ có một ngày mình sẽ lớn mật như thế lúc này có thể nghe được tiếng tim của mình đập. Càng tiếp cận mục đích, tâm tình sốt sáng càng ngày càng khó có thể tự kiềm chế, một đường hết nhìn đông tới nhìn tây. Chín nhà phân khu vực đóng giữ, nơi ở của hắn tự nhiên cách vô hư lâu gần nhất. Đi tới vô hư lâu, hắn bỗng nhiên dừng lại, nhìn xung quanh, ở dưới góc tường thả xuống đồ vật trong tay, lắc mình tiến vào trong vô hư lâu. Trước nhìn thấy nhân viên của đại nguyên lâu, hắn y nguyên có chút lo lắng, lo lắng người chín phái có rời đi hết hay không. Ở trong vô hư lâu cấp tốc qua lại, không phát hiện bóng người, quả nhiên bị rời đi, lần này mới yên tâm không ít, cấp tốc trở lại tại chỗ, nhấc bao lên sông thẳng về phía vô lượng thụ. Vài điểm hồng quang nhìn chăm chú đến, tính cảnh giác của ba con nha tướng ở trên cây rất cao, đột nhiên nhìn chăm chú về phía người tới. Dù khẩn trương sợ sệt, nhưng Ngao Phong làm việc rất quả đoán, không ra tay thì thôi, vừa ra tay không dây dưa dài dòng chút nào. Đè thấp thân hình ép sát mặt đất, kéo miệng túi một cái, năm cái đầu lâu bay ra, trôi nổi ở giữa trời. Thời điểm hai chân rơi xuống đất, hắn sợ đến quá sức, hồng quang trong mắt ba con nhà tướng tăng vọt, muốn vỗ cánh, trên người đã có khói đen hiện lên. Đáng mừng là, tình huống tiến thêm một bước không có phát sinh, ba con nhà tướng vẫn duy trì trạng thái này. Hắn nhìn chăm chú phản ứng của ba con nhà tướng, song phương hơi rằng co, sau đó ba con nhà tướng thu lại động tác muốn vỗ cánh, hồng quang trong mắt dần dần tan biến, khói đen cũng chậm rãi thu vào trong cơ thể có thể cảm giác được năm cái đầu lâu đã hấp dẫn ba con nhà tướng bàn tay của ngao phong chậm rãi ép xuống năm cái đầu lâu rơi ở trên đất ba con nhà tướng y nguyên ổn định không nhúc nhích ngao phong thử nghiệm đi lại hai bước ba con nhà tướng vẫn không phản ứng quả thực rơi vào trạng thái hồn vía lên mây thời gian không chậm trễ nổi ngao phong nhìn bốn phía không phát hiện gì thường lắc người nhảy ra trực tiếp nhảy lên cây đưa tay bắt được một trái vô lượng quả cướp thời gian không kịp nhìn kỹ kéo mạnh một cái thử một chút mới biết cành có quả tính dài rất mạnh vậy mà khó có thể kéo xuống chỉ có thể cường hành thi pháp cắt cành nhét vào trong lồng ngực lúc này hắn khẩn trương không gì sánh được sợ sệt không gì sánh được ngoại nhân là không cách nào tưởng tượng tâm tình của hắn lúc này mặt đỏ tới mang tai hô hấp dồn dập từ trong bọc móc ra một quả giả nối vào vị trí vừa cắt còn thi pháp gia cố hai bên hắn đưa tay kéo thử một chút rất bền chắc như sinh trưởng ở trên cây ở gần nhìn cũng không phát hiện một chút dị thường chứ đừng nói chi là ở xa hơn. Lại cấp tốc quan sát bốn phía, thân hình lóe lên, tới trước một quả khác. Đã hái được một cái, ngược lại thản nhiên hơn không ít, trộm một cái cũng là trộm, trộm hai cái cũng là trộm, vậy trộm toàn bộ có gì khác biệt sao? Đã có kinh nghiệm, sau đó hái cực kỳ đơn giản, có câu đầu xuôi đuôi lọt là không sai tí nào. Đối với một tu sĩ mà nói, hái 12 quả cây khó khăn lắm sao, rất nhanh, 12 quả cây căng phồng ở trong lồng ngực của Ngao Phong. Toàn bộ đắc thủ, lại lần nữa cấp tốc nhìn bốn phía, lắc người bay ra. Bay ra tán cây, thời điểm xẹt qua mặt đất, hoành tay quét một phát, năm cái đầu lâu bị thu về. Mũi chân điểm mặt đất, giống như mũi tên bay ra xa. Lắc mình trốn ở sau góc tường vô hư lâu, hắn mới lặng lẽ lộ đầu, mở pháp nhãn nhìn xem động tính. Lúc này ba con nhà tướng ở trên cây mới tỉnh thần, từng con lắc đầu, hết nhìn đông tới nhìn tây, dường như không hiểu chuyện gì xảy ra. Trường 1693, lo thoát thân 1. Ngao Phong xoay người dựa vào tường, nhắm hai mắt thở phào một hơi. Sau đó mở mắt, quay đầu cấp tốc rời đi, trở lại chỗ ở của mình. Đóng cửa, vội vội vàng vàng đến trước cái hố ở góc tường, để năm cái đầu lâu xuống, vung tay ép xuống, răng rắc, năm cái đầu lâu vỡ tan thành bụi. Hắn nhanh chóng vùi lấp, triệt để hủy thi diệt tích, không cần bởi vì ở trong nhà ẩn giấu năm cái đầu lâu mà mỗi ngày lo lắng để phòng bị phát hiện. Đóng gạch lại, đẩy ngăn tủ về chỗ cũ, sau đó nhanh chóng đi tới bên giường, từ trong lồng ngực căng phồng móc ra 12 quả cây. Nhìn 12 quả cây tỏa ra hồng quang đầy linh tính, hắn có loại ảo giác, cảm giác vẫn là 12 quả giả giấu ở trong nhà. Thực sự là ngay cả hắn cũng có chút khó tin, trước đây không lâu còn là 12 quả giả, đảo mắt liền biến thành thật. Dễ dàng đắc thủ như vậy, tự mình trải qua nói cho hắn biết, không sai, là thật, là hắn vừa tự tay hái xuống, không giả được. Cầm lên một quả ngửi ngửi, còn có mùi thơm ngát đặc biệt, là thật, trong nháy mắt nội tâm hắn mừng như điên, đồ vật mà thiên hạ bao nhiêu người tha thiết ước mơ, bây giờ vậy mà ở trong tay hắn, vậy mà toàn bộ rơi vào trong tay hắn. Nhưng hưng phấn mừng như điên chỉ là tạm thời, sợ hãi tùy theo đến nói cho bản thân, có vài thứ tuy đạt được, nhưng phải có mạng hưởng thụ mới được. Thứ này không phải ăn vào liền hữu dụng, cảm giác sợ hãi kéo tới, làm hắn thấp thỏm lo âu kéo túi, cất kỹ 12 quả cây, hất phạt quần lên, treo đồ vật ở dưới háng, xoay người cấp tốc rời đi chỗ ở. Nưu Hữu Đạo đang ở trong đại điện tra hỏi nhân viên của Đại Nguyên lâu. Kha Định Kiệt đột nhiên đi vào, đi tới bên người Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng thầm nói: "Trưởng lão xuất hiện rồi." Ngưu Hữu Đạo không chút biến sắc tiếp tục hỏi mấy vấn đề, cầm bút viết xuống vài chữ, đứng dậy, gọi cả ba người qua. "Chỉ tới thì thôi, địa phương các người bảo vệ tương đối đặc thù, không thích hợp chậm trễ quá lâu, đều đi về trước đi. Bất quá có một điểm các ngươi nhớ kỹ, trước khi chân tướng sự tình chưa điều tra rõ, các người còn ở trong trạng thái cách ly, tạm thời không thể tiếp xúc người khác, thuần túy là cân nhắc đến tính đặc thù của các ngươi, vì vậy không tiến hành cách ly khác. Tạm thời không thể tiết lộ nội dung mình bị hỏi với người khác, một khi phát hiện, không thể không hoài nghi ý đồ của các ngươi, minh bạch chưa? Minh bạch, ba người bất đắc dĩ buông tiếng thở dài, đều rõ ràng bản thân là thanh bạch, nhưng trên đời này có quá nhiều thân bất do so kỳ. Như hữu đạo nói, đến như thế nào, thì về như thế đó, trên đường không cho phép tiếp xúc với bất kỳ ai, không cho phép ám chỉ với bất kỳ người nào nhân viên đốc tra nhân thủ có hạn không thể vẫn theo các ngươi vị trí của các ngươi đặc thù nhân viên đốc tra cũng không thích hợp lưu lại sau khi trở về ba người các ngươi tự dò xét lẫn nhau tất cả đợi thánh tôn làm ra phán quyết cuối cùng sự tình này mới xem như kết thúc tốt rồi trở về đi ba người chắp tay rời đi như hiếu đạo xoay người đi đến sát vách nước nhìn bên trong là tần quan đang thẩm vấn nguy giã như hiếu đạo xoay người quay về ra hiệu đợi kha định kiệt đưa lỗ tai qua thấp giọng dặn dò người đi hiệp trợ tần quan thẩm vấn cố gắng tìm lời thẩm tra ta không trở lại không có ta phân phó không thể ngừng vâng kha định kiệt đáp lại xoay người tiến vào trong thiên điện nghiêu hữu đạo rời đại điện thẳng đến một căn phòng ở phụ cận ngao phong đang ở trong phòng lo lắng bồi hồi đột nhiên nghe được tiếng bước chân không khỏi làm hắn kinh sợ lúc này hắn như con chim sợ cành cong thấy người tới là nghiêu hữu đạo tay vỗ ngực như chút được gánh nặng nghiêu hữu đạo hỏi đắc thủ không ngao phong nhìn bốn phía hất quần lên lấy ra một cái túi ngao phong rút ra rồi nhấc lên tay vỗ nhẹ vào đồ trong túi bộ dạng thần thần bí bí không nói lời nào mà ngầm ám chỉ vật tới tay ở đây hai mắt nghiêu hữu đạo sáng lên làm ta giật mình thấy hai tay ngươi trống chân còn tưởng là ngươi thất bại chứ ngươi giấu ở dưới đúng quần làm gì ta đã nói là khống chế người rồi cứ đi thẳng về thẳng cũng không sao ngao phong ta sợ mà có hai mảnh vải che đi mới có thể khiến ta thấy an tâm hơn không được sao hừ ta thấy người có thói quen giấu đổ dưới đúng quần thì có lúc này ngươi công khai cầm theo đồ đi lại trái lại không có việc gì để người ta phát hiện dưới đúng quần giấu đổ chỉ càng chọc cho người ta nghi ngờ hơn thôi trong miệng nghiêu hữu đạo nói vậy nhưng trong ánh mắt hưng phấn thò tay lại muốn lấy túi tiền ngao phong giơ một tay ra ngăn cản và kéo túi đổ lại chân mày nghiêu hữu đạo dựng ngược ngươi làm vậy là có ý gì ngao phong ngươi sẽ không qua sông đập cầu chứ nghiêu hữu đạo ta đập cầu gì được cứ đập cầu thì làm thế nào mang đồ ra ngoài được ra ngoài còn bị lục soát đấy đồ còn phải do ngươi mang ra cơ mà ngươi nghĩ gì thế ngao phong chỉ lo lắng vốn đi làm việc bất chính nên đen ăn đen là chuyện quá bình thường nhưng lời của đối phương cũng có đạo lý không có hắn đối phương không có cách nào mang đồ ra được hắn đưa đồ trong tay ra và cười gượng ta quá khẩn trương nên chỉ đùa một chút cho thả lỏng ấy mà khẩn trương cái dám à ta thấy ngươi là lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử thôi. Nghiêu hữu đạo trách móc, một tay cướp túi lớn màu đen vào trong tay. Hắn hé mở miệng túi, lập tức có chút ánh sáng màu đỏ hiện ra, khi lén nhìn vào trong, quả nhiên thấy có một đống trái cây. Thật hay giả đương nhiên phải xác nhận một chút mới được. Nghiêu hữu đạo thò tay móc ra một quả và đặt trước mũi người, sau đó lập tức cười tủm tìm. Không sai, không sai, thật ra không cần ngửi, vừa cầm trong tay đã biết thật hay giả, đồ thật và đồ giả tuy tương tự nhưng cảm giác sờ vào hoàn toàn khác biệt. Hắn thả đồ lại, buộc chặt cái túi và ném về cho Ngao Phong, sau đó liền quan sát xung quanh. Ngao Phong ôm túi lớn màu đen và hơi tò mò nói. Lẽ nào ngươi hoàn toàn không có cảm giác khẩn trương sợ hãi à? Ta thấy ngươi không hề khẩn trương gì cả. Nghiêu hữu đạo, chuyện cũng đã làm, khẩn trương sợ hãi thì có tác dụng sao? Ngao Phong dựng thẳng một ngón tay cái lên. Huynh đệ, người mới thật sự là người ngoan độc, Trời sinh chính là người làm chuyện xấu, một đường làm tới thản nhiên lại không thấy người kiêng kỵ gì. Ta không được như vậy, chỉ làm chút chuyện xấu đã hãi hùng khiếp vía. So sở trường với ngươi đúng là uổng công. Như hữu đạo, ngươi nói phải suy nghĩ chứ. Cái gì gọi là làm chuyện xấu? Thiên hạ khổ sở vì cử thánh lâu như vậy, chúng ta là thay trời hành đạo có được không? Ngửa mặt không thẹn với trời, cúi xuống không hẹn với đất, không thẹn với lòng mình, quỷ thần cũng phải tránh né. Có gì phải sợ chứ? Ngao phong vui mừng đúng đúng đúng, người nói rất hay, là thay trời hành đạo. Chờ đấy, như hữu đạo nói một câu liền đi, Ngao Phong sửng sốt, không biết hắn bảo mình chờ cái gì, nói chung ôm đồ đứng ở đây cảm giác không an toàn, hắn lại kéo vạt áo, nhét túi vào trong đúng quần. Không bao lâu, như hữu đạo không biết từ đâu kéo một cột đá dài tới trước mặt Ngao Phong, năm ngón tay biến thành chảo, liên tục thi pháp lên cột đá. Dưới năm ngón tay, một mặt đá hình tròn với dạng đinh ốc dâng lên, theo lỗ thủng của chỉ tay mà rơi xuống. Tiếp theo, hắn lại thò tay vào bên trong lỗ thủng của tảng đá và thi pháp công kích bên trong tảng đá, chỉ thấy bụi không ngừng bắn ra và tạo thành một đống nhỏ trên mặt đất. Ngao Phong nhìn liền hiểu ra, đây là đào rỗng tảng đá và đồ vào trong, chỉ sợ đưa đồ ra cũng vẫn dùng chiêu đó. Đồ đâu rồi, Nghiêu Hữu đạo dơ một tay đòi. Ngao Phong vén vạt áo và lại xách cái túi lớn màu đen ở dưới đúng quần lại ra, phối hợp móc ra từng trái cây bỏ vào trong hốc đá. Hai người xuống lại lén lén lút lút làm, thỉnh thoảng còn hết nhìn đông tới nhìn tây, dáng vẻ vừa nhìn đã biết không làm chuyện gì tốt. chương 1694, lo thoát thân 2. Sau khi nhét tất cả trái cây vào, Nhiều Hiếu đạo lại thi pháp hút hết bụi đá trên mặt đất vào trong tảng đá lấp đầy các khe để tránh đổ bên trong lắc lư. Bọn họ lấp xong, lại lấy cái nắp đá tới và xoay vào lỗ thủng trên tảng đá, nắp lại được đặt bằng còn đánh bóng cả phía ngoài, sau đó lấy bụi đất trà ra bên ngoài để làm cũ đi một lúc, thoáng cái đã khiến tảng đá khôi phục lại dáng vẻ hoàn chỉnh không chê vào đâu được nhìn như trò siết đơn giản lại khiến Ngao Phong trà trà nói. Người làm lưu loát sinh động giống như mây bay nước chảy, đúng là cao thủ, vừa nhìn đã biết người có kinh nghiệm rồi. Chắc người làm loại chuyện không ít lần đi, tài vặt thôi, không đáng để nhắc tới. Như hữu đạo khiêm tốn nói một câu rồi ôm tảng đá cẩn thận ngửi, tới lúc xác nhận không ngửi thấy bất kỳ mùi trái cây nào mới ném tảng đá cho đối phương. Đợi lát nữa ta rời khỏi vô lượng viên, người nhân cơ hội dùng cách cũ lại đưa đồ đặt ở cửa đại trận. Sau khi trời tối, qua nửa giờ tuất thì hồ tộc sẽ tới lấy đúng giờ, người dùng biện pháp cô cố gắng yểm hộ. Ngao Phong ngẩn người và bất chợt lộ ra vẻ vừa sợ vừa giận. Các ngươi mang đồ đi, còn ta thì phải làm sao? Ta không thể ra ngay được, các ngươi lấy được đồ rồi thì quay đầu qua cầu rút ván, ta tìm ai hỏi chứ? Như hữu đảo, giang hồ cưới ngựa, trộm cũng có câu, chữ nghĩa đứng hàng đầu. Ta sẽ không để cho người từng giúp ta nói ta một chữ bất. Ta gánh vác là cờ chữ nghĩa, tập trung dưới cờ là người nghĩa khí, dưới nghĩa tuyệt đối sẽ không nói không giữ lời. Đây còn là căn bản để ta đặt chân, người có thể yên tâm. Hoang trạch tử địa làm chứng cho ta, có người hồ tộc ở bên kia tiếp ứng ngươi, ngươi chỉ cần đi ra ngoài thì trực tiếp chạy tới chỗ đó, không quan tâm người đến lúc nào đều sẽ có hồ tộc lập tức tiếp ứng, tuyệt đối không nuốt lời. Ngao phong ôm chặt tảng đá trên tay, như hữu đạo, ngươi đừng nói những lời vô dụng này với ta làm gì. Ta mạo hiểm lớn như vậy chẳng khác nào đánh cược cả tính mạng. Bây giờ ngươi làm vậy, Ta dựa vào cái gì mà phải tin ngươi chứ? Nghiêu Hữu Đạo, bây giờ không đưa đồ ra ngoài thì ngươi muốn chết trong vô lượng viên sao? Chỉ có đưa đồ ra ngoài, cho dù phát hiện ra đồ trên cây là giả, bọn họ cũng không lập tức điều tra đến trên đầu ngươi được. Nếu không tốt cũng chỉ nghi ngờ là ta làm. Một khi phát hiện đồ bị động tay động chân, bên trong vô lượng viên nhất định sẽ lật ba tấc đất lên để lục soát. Vô lượng viên là địa phương nhỏ như vậy, giấu đồ ở bên trong cột thì sao chứ? Tất nhiên sẽ bị lục soát ra thôi mà một khi bị lục soát ra, người nghĩ tới hậu quả chưa? Rõ ràng bên trong vô lượng viên còn có người có hành động, rõ ràng còn có nội gian, cho dù ngươi đến chết cũng không thừa nhận, đến lúc đó, chỉ cần điều tra không ra là ai thì cửu thánh sẽ làm như thế nào. Ngươi có thể tưởng tượng được bọn họ thà giết nhầm cũng sẽ không bỏ sót. Người trong vô lượng viên cũng đừng mong sống sót được, chỉ có đưa đồ ra ngoài thì ngươi mới có thể an toàn hơn. Ta dẫn người bước vào vô lượng viên trắng trợn kiểm chứng đã gây ra động tĩnh không nhỏ, có thể bị nghi ngờ hay không thì không ai biết được. Sau này, có ai dám bảo đảm người có thể tiếp cận trái cây và tự tay kiểm tra thật giả hay không? Bây giờ còn chưa đưa đồ ra ngoài, sau này rất có thể sẽ không đưa ra được nữa đâu. Vậy bao nhiêu công sức của chúng ta trong thời gian dài sẽ trở thành vô nghĩa? Bây giờ dùng biện pháp cũ của ngươi lại thêm ta nghĩ cách thu hút sự chú ý mọi người khi đi ra để yểm hộ cho ngươi, đó chính là thời cơ tốt nhất để an toàn đưa đồ ra ngoài. Bây giờ đưa đồ ra ngoài, có nhà tương canh gác, ô thường không ở đó thì bọn họ không có cách nào tới gần để xác định. Nếu cưỡng ép, nhà tương hủy vô lượng quả thì không ai gánh nổi trách nhiệm đó đâu. Cho dù sau đó phát hiện ra thứ trên cây là giả, chỉ cần không lục soát ra đồ ở bên trong vô lượng viên, bọn họ chắc chắn sẽ điều tra chúng ta ra vào chuyến này, nhưng sẽ cho rằng chúng ta không có cách nào mang ra ngoài nên càng nghi ngờ trong lúc rối loạn, đám nhân viên không cẩn thận lục soát mới bị người động tay động chân. Đến lúc đó ai sẽ là kẻ bị tình nghi lớn nhất? tất nhiên là người trông coi vô lượng quả ngày đó, không có những người này phối hợp thì không ai có thể lấy trộm quả được. Ngày hôm nay phải mang đồ ra ngoài, sau khi ra ngoài thì ngươi mới có khả năng an toàn. Ngao Phong bi thương nói, nếu thật sự phát hiện trái cây không còn, sợ rằng tất cả mọi người bên trong vô lượng viên đầu sẽ bị khống chế. Ngươi lấy được đồ chạy mất, ta lại bị giữ lại. Ngươi có thể vô tư trốn ở hoang trạch tử địa, còn ta thì phải làm thế nào? Như hữu đạo trầm giọng nói bây giờ ngươi nói với ta điều này làm gì ngay từ lúc đầu ngươi đã biết rõ chuyện này ngươi không có cách nào ra ngoài đúng lúc ngươi làm vậy tất nhiên là phải chịu sự nguy hiểm trước đó ngươi vẫn thấy kỳ lạ không biết ta lấy năm cái xương ra thế nào đồ đã qua tay của ô thường dựa vào ta làm sao có thể thu vào tay như vậy ngươi có thể nghĩ ra bên trong thánh cảnh tất nhiên có người giúp ta cho dù người giúp ta không có cách nào cứu ngươi chỉ cần đồ ra ngoài chỉ cần ngươi tạm thời an toàn thì cho dù ngươi bị giữ lại ta cũng có thể dựa vào sức hấp dẫn của vô lượng quả mà tìm người thả ngươi ra. Vô lượng quả có sức hấp dẫn lớn tới mức nào, người chắc hẳn đã biết rất rõ ràng. Ngao tiên sinh, ta vẫn nói câu nói kia, đồ ra ngoài thì ngươi mới có khả năng an toàn. Miệng lưỡi ngươi lợi hại, hôm nay ta xem như đã được lĩnh giáo rồi. Ngao phong cầm vẫn nói một tiếng nhưng vẫn ôm tảng đá không thả. Ngươi đừng nói chuyện xa xôi với ta làm gì, bây giờ ta muốn hỏi ngươi được đồ mà qua cầu rút ván thì làm thế nào. Nghiêu hữu đảo, người có thể yên tâm, người hoàn toàn có thể chuẩn bị hậu chiêu. Sau khi người rời khỏi vô lượng viên có thể thiết lập ở bên ngoài, người đến hoang trạch tử địa, nếu như không nhận được thứ người muốn thì hậu chiêu của người sẽ phát ra, vạch trần tất cả mọi chuyện của ta. Cửu thánh gia phái toàn lực đuổi bắt thì ta nhận được đồ cũng khó có thể sống yên ổn. Nếu ngươi nhận được thứ ngươi muốn thì lập tức báo cho biết địa điểm, ta sẽ phái người đi tiêu hủy. Ngươi biết chuyện được nói ra quá nhanh, 12 trái cây sẽ không có thời gian và cơ hội phát huy tác dụng, cũng không có lợi cho ta. Ngươi thấy như vậy thì thế nào? Ngao Phong im lặng, đại nguyên lâu, ba gã nhân viên đại nguyên thánh địa trở về, đứng ở trên lầu nhìn về phía cái cây ngoài xa. Tất cả đều bình thường, người đứng đầu nhìn xung quanh và phát hiện trong vô song lâu gần đó cũng có người ló đầu ra. Hắn định lên tiếng gọi, nhưng nghĩ đến cặn dặn thẩm vấn sau đó, vì để tránh bị nghi ngờ lén lút thồng đồng qua lại nên chỉ đành thôi. Hắn thở dài một tiếng, có nội gian sao, cũng không biết trận lửa lớn này sẽ đốt ra chuyện lớn thế nào nữa. Nhân viên bảo vệ cửu lâu đều lần lượt trở lại chỗ canh gác, mỗi người đều buồn bực. Một trận lửa lớn này làm cho vô lượng viên đến nay cũng không được yên tĩnh. Tới ban đêm, công việc thẩm tra đã kết thúc, tất cả nhân viên bị cách ly đều được thả ra, mỗi người đều trở lại chỗ của mình. Chín đại chấp sự vừa lấy lại tự do, nghe nói ngay cả nhân viên canh gác bảo vệ trái cây cũng bị thẩm tra thì gần như đều lập tức đi tới chỗ canh gác để kiểm tra. Khi bọn họ tiến tới gần, ba yêu ma giống như quả từ xương mù hóa thành hình người bảo vệ, mọi người không dám vượt qua. Mọi người lại di vòng quanh mấy vòng, phát hiện trái cây đều vẫn còn nguyên vẹn, tất cả liền thở phào nhẹ nhõm. Bọn họ suy nghĩ một lát cũng thấy mình quá lo lắng. chương 1695, nghẹt thở một. Có ba con quà không để ý tới tình người này canh gác, chắc hẳn sẽ không có chuyện gì. Nếu có chuyện, vô lượng viên chỉ lớn như vậy có động tính sẽ không thể giấu được bọn họ. Bọn họ quay đầu vừa hỏi nhân viên canh gác, mới được biết bọn họ được lần lượt gọi đi thẩm vấn. Bọn họ cảm thấy như hữu đạo vẫn xem như biết phân biệt nặng nhẹ. Sau khi chín đại chấp sự gặp mặt lại cùng đi tới đại điện nghị sự tìm như hữu đạo. Bên trong nghị sự đại điện, mấy nhân viên được phái viết và sắp xếp khẩu cung đều đã đến, mỗi người đều ôm một chồng khẩu cung. Khẩu cung đều đã mang đến không sót một người nào, người kiểm tra đi. Thái Thúc Sơn Hải đi tới trước mặt Nhiêu Hữu Đạo và phất tay ra hiệu cho các đệ tử ôm đồ tới như hữu đạo xua tay mọi người giống như cây liền cành ta không có gì không yên lòng cả không cần kiểm tra thái thúc sơn hải không kiểm tra thì cũng phải giao cho ngươi như hữu đạo mỗi người chia sẻ một ít đi trên phi cầm của ta vốn đã nhiều người lại mang một đống đồ như thế sẽ bất tiện hơn nữa những thứ ghi chép phía trên sẽ liên lụy không nhỏ đồ ở trong tay một nhà cũng không an toàn mọi người nghĩ lại cũng thấy phải nên đành thôi các phái đều lệnh cho môn nhân của mình cất giữ cẩn thận bên ngoài có tiếng bước chân chuyển đến chín đại chấp sự đều đi tới và bước nhanh vào trong điện lão già tóc muối tiêu kia trầm giọng nói nghiêu hữu đạo dằn vặt lâu dài như thế ngươi có thể tra ra chứng cứ xác thực chứ ta nói trước lần này ngươi xông vào nếu như không cho ta một lời giải thích thì ta sẽ không dễ dàng bỏ qua đâu nghiêu hữu đạo tự có cách ứng phó chỉ vào đồ trên tay các phái và nói nhiều đồ như thế cũng không nhìn hết ngay được đợi ta xem xong tất nhiên sẽ có lời giải thích đừng nói người muốn lời giải thích lần này ta đến vô lượng viên thánh tôn bên kia tất nhiên cũng muốn ta đưa ra lời giải thích nếu không giải thích được thì không cần làm phiền tới bản thân tiền bối ta cũng không qua được cửa của thánh tôn rồi các vị yên tâm ta nhất định sẽ có lời giải thích nếu không bản thân ta cũng không sống tốt được lão già tóc muối tiêu nhiều đồ như thế chờ ngươi xem xong thì phải chờ tới bao giờ chứ nghiêu hữu đạo nếu tiền bối không chờ được chúng ta có thể kiểm tra ngay tại chỗ tiền bối chỉ cần tìm một chỗ để chúng ta ở một hai ngày là được. Lời này quả thực là nói đùa, lão già tóc muối tiêu trầm giọng nói. Vô lượng viên không phải là nơi cho người ngoài ở, như hữu đạo biết đối phương không thể quyết định được chuyện này. Chúng ta vẫn biết được chuyện nặng nhẹ, chúng ta rời đi và sẽ mau chóng báo lại manh mối. Chỉ có điều, trước khi đi vãn bối có một yêu cầu quá đáng, hy vọng các vị tiền bối có thể đáp ứng. Nhân viên các phái nhìn nhau, không biết như hữu đạo lại muốn làm gì. Chín đại chấp sự cúng liếc nhìn nhau, một người trong đó nói: "Chuyện gì, Như Hữu đạo chỉ vào nhân viên các phái, vô lượng viên không phải là nơi có thể dễ dàng ra vào, bọn hắn đều chưa từng thấy qua bộ dạng của vô lượng quả ra sao, bây giờ thật sự không dễ dàng đi vào một chuyến, các vị tiền bối có thể khai ân để cho bọn hắn nhân cơ hội khó được này mà đi chiêm ngưỡng một chút không?" Như vậy cũng không tính là đi một chuyến uổng công, hóa ra là chuyện này, đám người Thái Thúc Sơn Hải nghe vậy liền chấn động tinh thần thật không dễ dàng đến một chuyến, bọn họ cũng rất muốn nhìn qua một lần. Lại một chút sự cười gần, người cả nghĩ quá rồi, các người vẫn nên không nhìn thấy thì tốt hơn. Thấy rồi sẽ chẳng có lợi ích gì đâu, ta khuyên các người đừng gây phiền toái cho mình, vẫn nên lập tức cút đi. Lời này vừa nói ra, lòng mong chờ của đám người Thái Thúc Sơn Hải lập tức bị dập tắt, lại cảm thấy không dám nhìn tới nữa. Như hữu đạo đành phải nhún nhún vai với các nhân viên các phái với bộ dạng hết sức bất đắc dĩ, sau đó chắp tay từ biệt tiền bối đã nói như vậy, chúng ta liền cáo từ. Ai biết hắn vừa mới nói xong, bên ngoài lại có một người vội vàng chạy tới và bẩm báo. Chất sự, Pháp giá vô song thánh tôn đích thân tới, mong hãy nhanh chóng mở ra trận môn. Pháp môn để mở ra đại trận nằm trong tay chín vị chấp sự, người khác đều không mở được. Vô song thánh tôn, lữ vô song đến rồi sao? Trong lòng nhiều hữu đạo hơi hồi hộp, trong nháy mắt lập tức căng thẳng. Lần này hắn thật sự có chút khẩn trương. Trước đó hắn còn nghĩ mình đúng là may mắn, không gặp phải ngày người ngoài đến đây. Chỉ có điều trước đó hắn cũng đã chuẩn bị tốt tâm lý, cho dù có người ngoài đến, hắn chụp mũ xong vẫn có thể tạm thời cách ly đối phương, sẽ không ảnh hưởng tình thế phát triển. Nhưng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới mình sẽ gặp phải lữ vô song pháp giá đích thân tới, hắn có chụp cái mũ lớn hơn nữa cũng không làm gì được lữ vô song. Đen đuổi rồi, hắn nói thầm trong lòng, cục diện đã hoàn toàn vượt qua dự đoán, còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì nữa trong lòng hắn thật sự không chắc chắn bắt đầu nhanh chóng suy nghĩ tới những gì xa như lai cung cấp có liên quan tới tính tình của lữ vô song vừa nghe một trong chín đại trí tôn lữ vô song đích thân tới cho dù đám người thái thúc sơn hải không làm gì mờ ám nhưng trong lòng cũng trở nên sốt sắng kha định kiệt cùng tần quan theo bản năng liếc mắt như trưởng lão hai người càng khẩn trương hơn hành động của trưởng lão hôm nay đã khiến bọn hắn ý thức được có điểm không bình thường lữ vô song đến chỉ mong đừng xảy ra chuyện gì mới tốt được biết thánh giá đích thân tới, chín vị chấp sự lộ ra vẻ nghiêm nghị và không để ý tới đám người nghiêu hữu đạo nữa. Bọn họ vội vàng quay đầu bước đi, nghênh đón, ánh mắt nghiêu hữu đạo lóe lên và quyết tâm liều mạng. Hắn cắn răng một cái rồi quyết định thật nhanh sẽ không tránh né mà nghênh đón, trốn trốn tránh tránh có lẽ ngược lại chỉ rước lấy nghi ngờ. Hắn vốn mang chiều bài cửu thánh đến cơ mà, hắn phất tay nói, đi, chúng ta đi nghênh đón, đám người thái thúc sơn hải sửng sốt, bọn họ chẳng hiểu chuyện đi này thế nào, hoàn toàn không thể làm theo ý mình gần như là nghiêu hữu đạo nói gì liền làm đó lúc này cũng không ngoại lệ tất cả đều tranh thủ đi theo minh đón bên ngoài lối vào đại trận có một nam một nữ đang đứng nam là côn lâm thụ canh giữ tám con chim lớn ánh mắt không ngừng nhìn nữ tử với dáng vẻ uyển chuyển kia hắn căn bản không nhận ra nữ nhân này là ai hắn chỉ thấy đối phương đột nhiên từ trên trời lao xuống có thể thấy tu vi của đối phương không tầm thường khi nữ nhân này đến đây cũng chỉ đứng ở đây chứ không tự báo họ tên cùng lai lịch chờ vô lượng viên mở cửa người tới có gương mặt trong trẻo lạnh lùng tuyệt mỹ dáng người thước thao uyển chuyển quần áo không gió tự lay động bồng bềnh nhìn như tiên nữ chiếc váy tím càng tôn lên làn da trắng như tuyết có phần sạch sẽ xuất trần lại thêm từ trên trời hạ xuống làm cho người ta có cảm giác như tiên nữ thanh tâm quả dục người tới chính là thánh tôn của vô song thánh địa lữ vô song Nàng vốn đi ngang qua bầu trời và phát hiện phía dưới có người nên hạ xuống nhìn, kết quả nhìn thấy. Côn lâm thụ, nàng thấy đối phương gặp mình mà không có ý định hành lễ chào, trái lại nhìn chằm chằm vào mình quan sát, rõ ràng là không biết mình. Ngao Phong ở dưới điện thờ nhìn thấy có khách bên ngoài đến trận môn, hắn tất nhiên nhận ra nên run cầm cập, bắp chân như muốn nhũn ra, trong lòng kinh hoàng và sợ sệt. Sao vị này lại đột nhiên đến đây chứ? Phải biết dưới háng của hắn còn giấu đồ đòi mạng đấy. Nguy giã ngược lại không sao cả, cứ duy trì dáng vẻ cung kính đứng trang nghiêm là được. Một đám người bay lượn đến, chín đại chấp sự vội vàng đi tới, mấy người như Hữu đạo cũng theo sát phía sau. Trận môn mở ra, một đám người lấy chín đại chấp sự dẫn đầu đi ra và cùng hành lễ. Tham kiến vô song thánh tôn, chương 1696, nghe thở 2